Xin chào tất cả các quý anh chị. Chân thành đầu tiên thì chân thành cảm ơn các quý anh chị đã tham gia cái buổi webinar lần thứ nhất vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, và sáng hôm nay là cái buổi webinar lần thứ hai được tổ chức bởi công ty EW Nutrition về miễn dịch và những điều cần lưu tâm trong chăn nuôi hiện nay tại Việt Nam, được tổ chức lần lượt qua các ngày vào 9 giờ sáng các ngày 29 tháng 7 vừa qua, hôm nay là ngày 11 tháng 8, sắp tới là ngày 25 tháng 8 và cuối cùng là ngày 9 tháng 9 trên ứng dụng là Zoom. EW Nutrition là một công ty chuyên cung cấp về các giải pháp về dinh dưỡng động vật cũng như về các giải pháp về chăn nuôi không kháng sinh, cùng với các giải pháp về cách quản lý những rủi ro đến từ độc tố nấm mốc cho những nhà chăn nuôi. Mình là Trần Siêu Trung, quản lý kỹ thuật khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương của công ty, cũng là người điều phối của buổi webinar sáng hôm nay. Cùng với mình là ban cố vấn. Đầu tiên xin trân trọng giới thiệu anh Châu Đình Nhật Minh, đến từ công ty Intuition của Đức. Mời anh Minh. Xin kính chào tất cả các quý vị. Tôi là Minh, giám đốc của EW Nutrition ở Việt Nam. Hôm nay rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi webinar về tối ưu hóa miễn dịch trên heo. Xin phép. Cảm ơn Minh. Kế đến là bạn Kim Anh. Mời Kim Anh. Xin chào các anh chị và các bạn. Mình là Đào Thị Kim Anh, Key Account Manager của EW Nutrition Việt Nam. Rất vui mừng được chào đón các bạn tham dự vào buổi webinar ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Diễn giả chính ngày hôm nay là thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn, giảng viên bộ khoa chăn nuôi thú y đến từ trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái buổi webinar sáng ngày hôm nay thì bao gồm bài thuyết trình 60 phút của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn, kế đến là phần thảo luận hỏi và đáp 30 phút, và cuối cùng là phản hồi về buổi webinar ngày hôm nay 11 tháng 8 2020. Trước khi bắt đầu thì xin lưu ý các anh chị một đôi điều. Trong suốt quá trình thuyết trình của diễn giả thì mong tất cả các quý anh chị tắt microphone và webcam, cũng như nếu như các anh chị có câu hỏi thì các anh chị có thể đặt câu hỏi trực tiếp vào trong cái phần Q&A, nằm ở chính giữa màn hình. Phần dưới của màn hình các anh chị sẽ thấy cái mục là chữ là Q và A, thì bấm vào trong đó, các anh chị có thể gõ trực tiếp câu hỏi mình vào trong đó, thì diễn giả sẽ có thể đọc câu hỏi và trả lời trực tiếp câu hỏi của quý anh chị trong suốt quá trình trình bày, hoặc là sẽ trả lời các câu hỏi của quý anh chị ở trong phần thảo luận hỏi và đáp nếu như câu hỏi đó cần được trả lời một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn. Cuối cùng thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn sẽ chọn 3 câu hỏi mà thầy tâm đắc nhất để trao quà, và sau cùng là cái phần gọi là quý anh chị nán lại 1-2 phút để có thể trả lời cái phần khảo sát để giúp cho công ty nâng cái chất lượng của các buổi webinar sắp tới. Và sau đây là phần bài trình bày. Thì như các anh chị đã biết, hệ miễn dịch luôn là một yếu tố được nhắc đến hàng đầu trong công tác phòng chống bệnh trên heo. Nhưng đâu là những nguy cơ làm suy giảm hệ miễn dịch, và làm như thế nào để hạn chế các tác động tiêu cực của chúng lên đáp ứng miễn dịch cũng như sức đề kháng bệnh trên heo nái và heo con? Câu trả lời cũng chính là những điều tâm đắc nhất được đúc kết từ thực tiễn chăn nuôi tại Việt Nam qua phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn đến từ trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính mời thầy Toàn. Dạ, mong quý anh chị thông cảm nha, là kỹ thuật chút xíu cho xin một một phút. Dạ. Có vấn đề khác.
Dạ, xin chào tất cả các anh chị. Xin lỗi các anh chị có trục trặc kỹ thuật một chút, nhưng mà tôi hy vọng rằng là cái phần báo cáo hôm nay của tôi sẽ giúp cho các anh chị làm rõ thêm, cũng như là có cơ hội để chúng ta hệ thống lại cái hệ thống miễn dịch ở trên con heo, và bằng cách nào đó để chúng ta tối ưu hóa được cái hoạt động miễn dịch của heo, giúp cho heo chống lại được cái mầm bệnh, và đặc biệt là tăng cái sức đề kháng trong một cái giai đoạn mà có nhiều cái thay đổi, nhiều yếu tố tác động đến và nó làm cho hệ thống miễn dịch của heo nó có thể bị ảnh hưởng. Và cái bài báo cáo của tôi thì gồm có 4 cái phần chính. Thứ nhất là cái phần dẫn nhập, và sau đó thì tôi sẽ đi vào cái tổng quan của hệ thống miễn dịch. Và với cái chủ đề là tối ưu hóa miễn dịch thì tôi sẽ phải trình bày đến một số cái yếu tố gây suy giảm miễn dịch, trong đó có nói đến về cách đánh giá các yếu tố suy giảm miễn dịch, và từ đó chúng ta sẽ có biện pháp để tối ưu hóa miễn dịch. Và cái phần cuối cùng là cái phần kết luận. Đấy là những cái nội dung chính mà tôi sẽ trao đổi với lại các anh chị. Và mở đầu cho cái phần trình bày thì có một vài cái câu hỏi, tôi có 2 cái slide để trao đổi với các anh chị. Trên cái màn hình các anh chị cũng thấy rất rõ, tôi đặt ra 3 câu hỏi. Đó là theo anh chị thì bệnh xảy ra liên quan đến hệ thống miễn dịch như thế nào? Và một cái câu hỏi thứ hai cũng rất là thường xuyên, vì trong chăn nuôi thì chúng ta vẫn phải đặt ra cái tình huống là cần hiểu về cái miễn dịch trong cái việc sử dụng vaccine phòng bệnh ra sao. Bởi tại sao tôi đã đặt ra câu hỏi này? Bởi vì có nhiều trường hợp khi mà đi thực tế ở các trang trại, chúng ta sử dụng vaccine nhưng thực chất thì chúng ta lại chưa hiểu về bệnh. Và cái mối tương quan giữa miễn dịch với cái việc sử dụng vaccine nó giống như một cái cơ chế ổ khóa và chìa khóa. Chúng ta hiểu được cái hệ thống miễn dịch và nó là ổ khóa, và cái chìa khóa đó là cái vaccine phòng. Thì khi hai đó nó khớp với nhau thì cái việc sử dụng vaccine của chúng ta nó mới hiệu quả được. Và một cái điểm thứ ba mà tôi cũng đặt ra một câu hỏi để dẫn nhập, đó là cái mối tương tác giữa vật chủ, mầm bệnh, môi trường, nó ảnh hưởng gì đến hệ thống miễn dịch. Và khi chúng ta làm tốt được cái mối tương tác này, điều đó có nghĩa rằng là hệ thống miễn dịch nó được cải thiện. Và khi mà hệ thống miễn dịch được cải thiện thì có nghĩa rằng việc phòng bệnh của chúng ta nó sẽ được cải thiện tốt nhất có thể. Tôi lấy ví dụ, trong cái thời tiết mấy ngày hôm nay các anh chị thấy ảnh hưởng rất là lớn đến khu vực miền Nam của chúng ta. Và khi mà cái thời tiết nó thay đổi như vậy, điều đó có nghĩa là nhiệt độ nó sẽ ảnh hưởng, và kể cả các yếu tố khác nó cũng sẽ làm cho cái mầm bệnh nó có thể phát triển một cách tốt nhất có thể. Và khi mà chúng ta kiểm soát được cái môi trường thì điều đó có nghĩa rằng là cái mầm bệnh nó sẽ hạn chế, và chúng ta kiểm soát được cái môi trường, cái tác động chung của cái tiểu hậu chuồng nuôi thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã tăng cái sức đề kháng của vật chủ. Và khi mà cả 3 cái yếu tố này ta kiểm soát tốt thì cái hệ thống miễn dịch của con heo nó ít bị ảnh hưởng nhất. Và khi nó ít bị ảnh hưởng nhất thì điều đó có nghĩa rằng các cái chương trình phòng bệnh của chúng ta nó sẽ đạt được cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Và như vậy thì cái việc phòng bệnh nó sẽ hiệu quả hơn. Và đó là lý do tại sao mà trong cái bức tranh hiện nay, khi nói đến cái việc sử dụng vaccine để phòng bệnh hay là tăng cường hệ thống miễn dịch thì người ta lại nhắc đến cái mối tương tác giữa vật chủ, mầm bệnh và môi trường. Và khi ta kiểm soát tốt được cái mối quan hệ này thì điều đó có nghĩa là hệ thống miễn dịch nó sẽ được cải thiện. Và trong cái bài báo cáo của tôi hôm nay, cái phần cuối tôi sẽ trình bày một vài cái slide để các anh chị thấy cái tác động của cái môi trường, và kể cả luôn cả yếu tố stress nhiệt nó ảnh hưởng đến cái đáp ứng miễn dịch của trên con heo như thế nào, thông qua một số cái chỉ tiêu rất là cụ thể mà các nhà nghiên cứu đã thực hiện. Có 3 câu hỏi kế tiếp để dẫn nhập cái bài báo cáo hôm nay, đó chính là sự khác nhau giữa chủng ngừa vaccine bằng tiêm chích với lại đường cho uống. Thực tế thì trên con heo á, thì chủ yếu là vaccine là tiêm chích, nhưng mà trong thời gian chăn nuôi các anh chị thấy có một loại vaccine mà người ta vẫn hay đề cập đến đường cho uống, đó chính là vaccine phòng bệnh BD. Và như vậy thì tại sao cái vaccine phòng bệnh BD á, người ta lại khuyến cáo là cấp qua cái đường cho uống? Như vậy miễn dịch của cái bệnh này nó liên quan gì đến cái việc cấp vaccine bằng đường cho uống? Và giữa cái việc cấp vaccine bằng đường cho uống với cái việc tiêm chích thì nó có khác nhau cái gì hay không? Cho nên cái sự khác nhau giữa cái chủng ngừa vaccine bằng tiêm chích và cho uống, tôi cũng sẽ trình bày thông qua một cái lý thuyết mà vẫn hay đề cập đến, đó là miễn dịch bề mặt. Vậy sự khác nhau giữa miễn dịch bề mặt với các loại miễn dịch khác trong cơ thể như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong bài báo cáo hôm nay. Một câu hỏi nữa đặt ra đó chính là sự khác nhau giữa vaccine sống và vaccine chết trong cái việc chủng ngừa để phòng bệnh. Thế
Một câu hỏi này đặt ra nhưng mà nó liên hệ đến một cái tình huống thực tế mà các anh chị thấy. Trong những cái trường hợp khi mà chúng ta dập dịch thì chúng ta lại sử dụng vaccine sống, ví dụ trong trường hợp của dịch tả heo. Chứ có bao giờ các anh chị nghe rằng là dập dịch bệnh dịch tả heo lại sử dụng vaccine chết đâu, đúng không ạ? Như vậy thì cái sự khác nhau giữa cái vaccine sống và vaccine chết trong cái việc mà dập dịch hay trong cái việc chủng ngừa bệnh, nó có khác nhau hay không? Và câu trả lời chắc chắn là có khác nhau. Cho nên là cái việc nghiên cứu về cái miễn dịch để giúp cho chúng ta sử dụng được cái vaccine sống và vaccine chết nó hiệu quả, đấy là một câu chuyện mà chúng ta cũng cần phải trao đổi với nhau. Và cái ý cuối cùng, tôi lấy một ví dụ cụ thể là trong trường hợp của bệnh BRS thì nó làm suy giảm miễn dịch. Như vậy khi mà nó làm suy giảm miễn dịch thì cái việc mà sử dụng các loại vaccine khác để phòng bệnh nó có ảnh hưởng gì hay không, và tại sao thì BRS nó lại làm suy giảm miễn dịch, ví dụ như thế. Và từ cái việc làm suy giảm miễn dịch đó thì cái gọi là sức đề kháng nói chung của con heo cũng như là các cái chương trình chủng ngừa vaccine khác nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì đặt ra những cái tình huống cụ thể như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái mối tương quan giữa cái hệ thống miễn dịch của cơ thể với cái sức kháng của cơ thể, nó là một sự tương quan chặt, mà trong đó có nhiều cái công cụ để hỗ trợ tăng cái sức đề kháng của con thú lên. Và hôm nay chủ đề chính thì chúng ta tập trung vào hệ thống miễn dịch để chúng ta chia sẻ thông tin với nhau. Và nếu ở đâu đó các anh chị đã có nghe những cái thông tin này rồi thì đây cũng là một cơ hội để giúp cho các anh chị hệ thống lại cái vấn đề, và tôi hy vọng rằng nó vẫn ứng dụng được trong thực tế. Để kết nối giữa cái phần giảng nhập với cái phần báo cáo chính, tôi lấy một cái hình ảnh của trong một cái bài báo của một tác giả khá nổi tiếng khi nói về miễn dịch của bệnh tây xanh để tôi kết nối câu chuyện hôm nay. Thế các anh chị nhìn lên cái sơ đồ này, các anh chị sẽ thấy là cái đường, cái ô mà có cái màu xanh, đúng không ạ? Đây, tôi đang di chuyển cái mũi tên đây, và các anh chị thấy cái từ viremia thì đây là cái virus huyết. Thì với cái hình này các anh chị thấy cái hàm lượng virus huyết có trong máu của con heo nó bị nhiễm cái virus tây xanh thì nó coi như là khoảng một tháng, cái khoảng trung bình là như thế. Thế cái việc này nó có ý nghĩa gì không? Có chứ. Trong trường hợp các anh chị thấy đánh giá cái miễn dịch con heo sau khi chủng ngừa vaccine, một số cái nghiên cứu người ta xem thử là cái lượng virus huyết ở trong máu nó nhiều hay nó ít, ví dụ như thế. Thì đó là một cái dẫn liệu mà tôi muốn chia sẻ qua cái hình ảnh này. Thế nhưng mà cái câu chuyện của miễn dịch thì các anh chị sẽ nhìn thấy cái đường biểu diễn này. Thế các anh chị nhìn nè, tôi đang di chuyển mũi tên. Kể từ khi mà con heo nó mắc phải virus tây xanh thì chắc chắn rằng hệ thống miễn dịch của con heo nó có đáp ứng. Và khi đáp ứng như vậy, các anh chị thấy cái đường biểu diễn tôi đang đi đây, đó chính là cái miễn dịch của kháng thể tổng, đúng không ạ? Đây, và cái miễn dịch của kháng thể tổng này nó có thể kéo dài đến một năm, one year, các anh chị thấy ở chỗ này. Thế nhưng mà khi chúng ta làm cái xét nghiệm ELISA, thực tế ở các trại heo hiện nay sử dụng cái kỹ thuật ELISA này để đánh giá cái kháng thể tổng, và cái kháng thể tổng này các anh chị thấy nó tồn tại có thể đến một năm, nhưng mà nó lại không nói lên được cái vai trò bảo hộ của cái việc chủng ngừa vaccine thông qua cái hàm lượng kháng thể ELISA này. Nhưng mà nó có ý nghĩa hay không các anh chị? Câu trả lời là có, bởi vì thông qua cái việc đo lường cái hàm lượng kháng thể trong máu như thế này, người ta sẽ biết được là cái vaccine nó có đáp ứng hay không, và đương nhiên nó cũng sẽ có một mối tương quan giữa cái kháng thể tổng này với cái kháng thể trung hòa, mà cái một trong những chỉ tiêu người ta hay đo lường để đánh giá cái bảo hộ của con heo. Và thế khi mà tôi nói đến cái kháng thể tổng này thì tôi muốn nhắc đến một cái thông điệp. Thế trong cái việc xét nghiệm này, các anh chị biết là như vậy thì đánh giá kháng thể, loại kháng thể nào trong máu thông qua kỹ thuật ELISA này hay không? Thì đấy là cái câu hỏi mà tôi muốn chia sẻ trong cái buổi báo cáo hôm nay, đó là những cái loại kháng thể có liên quan đến cái đáp ứng miễn dịch, và đặc biệt trong cái kỹ thuật huyết thanh học người ta thường đo lường cái lớp kháng thể đó là chính là IgG. Và như vậy người ta đo lường cái hàm lượng kháng thể tổng này đó chính là đo lường hàm lượng kháng thể IgG ở trong máu. Vậy vai trò của IgG nó sẽ như thế nào thì cái câu chuyện phía sau tôi sẽ phân giải. Rồi, cũng trên cái hình này, một thông điệp thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các chị đó là kháng thể trung hòa. Các chị thấy cái từ neutralizing antibody response, thì đây là cái này là kháng thể trung hòa. Và kháng thể trung hòa thì các chị sẽ thấy nó đáp ứng khá là trễ so với là kháng thể tổng, và thường thì khoảng 3 đến 4 tuần sau khi nhiễm hoặc là sau khi ta chủng ngừa vaccine sống thì cái đáp ứng miễn dịch này bắt đầu nó tăng lên. Các chị thấy cái đường nét đứt đây, và nó tăng lên đến một cái thời gian nào đó, sau đó các chị thấy nó xuống, và cái thời gian tồn tại khoảng 4 đến 5 tháng gì đấy mà thôi. Và nghiên cứu cái đáp ứng miễn dịch của cái kháng thể tổng này nó giúp cho chúng ta giải quyết một câu chuyện trong thực tế, đó là
sau khi chúng ta chủng ngừa vaccine xong, thường thì cái thời gian chúng ta lặp lại khoảng 3 đến 4 tháng. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái kháng thể tổng này nó giảm, cái kháng thể trung hòa này nó giảm xuống, và nó làm cho cái hiệu quả của cái đáp ứng miễn dịch của con heo được chủng ngừa vaccine với cái mầm bệnh nó giảm. Và nếu như chúng ta không có tái chủng trở lại thì cái kháng thể trung hòa này nó không đủ sức để nó vượt qua được cái áp lực mầm bệnh ở bên ngoài. Và ở đây nó cũng sẽ nhắc nhớ chúng ta rằng nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái áp lực mầm bệnh bên ngoài. Có những trường hợp chúng ta gọi là chủng ngừa rất là tốt và cái kháng thể miễn dịch trung hòa này nó đáp ứng cũng rất là tốt, nhưng mà áp lực mầm bệnh bên ngoài nó quá cao thì cái kháng thể trung hòa này nó cũng không vượt qua được cái áp lực mầm bệnh bên ngoài, và nó dẫn đến là có thể heo nó mắc bệnh sớm. Như vậy ta hiểu về miễn dịch của kháng thể trung hòa nó sẽ giúp cho ta hiểu được câu chuyện rằng tại sao chúng ta cần phải có những cái biện pháp hỗ trợ để tăng cái đáp ứng miễn dịch, và đặc biệt trong đó có kháng thể trung hòa này. Một thông điệp thứ tư tôi muốn chia sẻ với các anh chị trên cái hình này, đó chính là cái hình nét đứt mà nó đi lên phía trên này, và các anh chị thấy cái từ interferon gamma. Và như vậy nó cũng theo cái cơ chế của miễn dịch kháng thể trung hòa thì cái đáp ứng của interferon gamma này các anh chị nó cũng tăng lên khá là trễ. Các anh chị thấy cái đường biểu diễn này, sau khoảng 3 đến 4 tuần thì nó mới có cái đáp ứng, và nó tăng lên, nó kéo dài một thời gian, và người ta đo lường được những cái tế bào có khả năng sản xuất được interferon gamma này để giúp cho đánh giá cái miễn dịch trung hòa ở trên con heo trong cái việc bảo vệ phòng hộ chống lại cái mầm bệnh BRRS. Và như vậy với bốn thông điệp trên cái hình này, để tôi muốn nhắc nhớ rằng rõ ràng trong cái việc sử dụng vaccine để phòng bệnh nó lại liên quan rất chặt chẽ đến cái loại hình đáp ứng miễn dịch ở trên con heo đối với bệnh tay xanh. Và như vậy mỗi một bệnh nó sẽ có những cái cơ chế miễn dịch khác nhau, và khi ta hiểu được cái đặc điểm của từng loại bệnh thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được cái biện pháp chúng ta cần phòng chống trong từng giai đoạn như thế nào để nó hỗ trợ lại cho cái miễn dịch. Và như vậy cái hình ảnh này nó giống như câu chuyện dẫn dắt giữa cái phần dẫn nhập qua cái phần chính để giúp chúng ta hiểu về cái hệ thống miễn dịch. Và như vậy heo nó sẽ chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh bằng cách nào? Và như ở trên tôi đã chia sẻ một phần nào đó, đó chính là nhờ vào hệ thống miễn dịch. Và với hệ thống miễn dịch thì về mặt lý thuyết người ta sẽ phân ra hai loại hình miễn dịch các anh chị ạ. Cái miễn dịch tự nhiên hoặc là miễn dịch thu được. Với miễn dịch tự nhiên người ta cũng có thể dùng những cái thuật ngữ khác, ví dụ như là bẩm sinh, hoặc là dựa trên cái tính không đặc hiệu và không đặc hiệu thì người ta cho rằng cái miễn dịch bẩm sinh, miễn dịch tự nhiên hoặc bẩm sinh đó là thuộc loại miễn dịch không đặc hiệu, và nó bao gồm có các hàng rào vật lý, hóa học và tế bào, nó sẽ hỗ trợ để giúp cho cái miễn dịch bẩm sinh này nó thực hiện được chức năng của nó. Phần thứ hai trong đáp ứng miễn dịch đó chính là miễn dịch thu được, hay còn gọi là miễn dịch đặc hiệu. Bởi vì khi nói đến từ đặc hiệu có nghĩa rằng nó sẽ tạo ra hay là nó sẽ giúp cho hệ thống miễn dịch đáp ứng lại đặc hiệu với cái mầm bệnh mà nó đã tiếp xúc trước đó, hoặc là thông qua việc chủng ngừa vaccine. Và khi nói đến cái miễn dịch thu được hay miễn dịch đặc hiệu, các anh chị sẽ thấy rằng hai khái niệm rất thường đề cập đó chính là miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào. Thế trong cái thực tế hiện nay chăn nuôi của chúng ta đó, thì các anh chị thấy là người ta đo lường được loại miễn dịch nào thì đó thường các trại heo vẫn hay làm, hoặc là cái ví dụ mà tôi vừa nêu ở trên đó chính là đo lường miễn dịch dịch thể thông qua cái hàm lượng kháng thể có ở trong máu hay là trong huyết thanh, cụ thể là trong huyết thanh. Còn cái kỹ thuật miễn dịch qua trung gian tế bào này thì ít làm, lý do tại sao? Bởi vì là cái kỹ thuật này nó cũng khá là cao cấp, cái điều kiện phòng thí nghiệm phải đủ và phải có điều gọi là phải có cái gọi là cái kinh phí để chúng ta thực hiện cái miễn dịch qua trung gian tế bào này, cho nên là thường thì chúng ta ít đo lường mà chủ yếu chúng ta đo lường cái kỹ thuật miễn dịch dịch thể nhiều hơn. Và như vậy ở cái slide này nhắc nhớ với chúng ta rằng con heo đã chống lại hệ thống mầm bệnh bằng cách nào, đó chính là hệ thống miễn dịch. Và cái thứ hai, cái miễn dịch của cơ thể con heo gồm những loại nào thì chúng ta phải chắc định, chúng ta phải trao đổi được với nhau, đó chính là miễn dịch tự nhiên hoặc miễn dịch thu được, hoặc nói một cách khác đó chính là miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu. Và như vậy thì cái sơ đồ này nó sẽ cụ thể hóa cái ý tôi vừa nói và được lấy trên từ website The Pit Side. Thế thì khi mà con heo nó chống gọi là nó tiếp xúc với lại một cái mầm bệnh, nó sẽ có hai khả năng xảy ra: no disease, tức là không xảy ra bệnh, và một khả năng thứ hai là disease. Và khi mà cái khả năng thứ nhất là no disease đó, tức là tại sao con heo nó không bị bệnh, bởi vì nó nhờ có một hệ thống đáp ứng miễn dịch tốt. Và khi có hệ thống đáp ứng miễn dịch tốt thì điều đó có nghĩa rằng nó loại thải được mầm bệnh ra ngoài,
và giúp cho con heo phục hồi, chống chọi lại được mầm bệnh và phục hồi và con heo nó khỏe mạnh. Nhưng nó vẫn có một cái trường hợp thứ hai là chuyển sang cái thể măng trùng. Và ở cái thể măng trùng thì các anh chị thấy sẽ có hai khả năng, một là bài thải mầm bệnh hoặc là không bài thải mầm bệnh. Còn cái khả năng thứ hai trong cái việc tiếp xúc mầm bệnh của con heo đó là con heo nó bị bệnh. Và khi nó bị bệnh như vậy thì nó có nhiều cái thể khác nhau, cấp tính, bán cấp, mãn tính gì đấy. Nhưng mà hậu quả của nó thì các anh chị thấy nó có mấy cái hậu quả sau đây. Khi heo bị bệnh chắc chắn rằng nó sẽ bài thải mầm bệnh ra môi trường. Và ngược lại, môi trường nó, cái số lượng mầm bệnh nó sẽ tăng lên nhiều như vậy thì nó sẽ tác động ngược trở lại trên cái nhóm heo mà có sức đề kháng yếu, và nó làm cho heo có thể bùng phát bệnh và khả năng lây lan trong đàn nó sẽ lớn hơn. Rồi một trường hợp thứ hai đó là heo nó có đáp ứng miễn dịch chống lại mầm bệnh đó, nhưng chắc chắn miễn dịch này nó không có đồng đều giữa các cá thể trong đàn. Cho nên ở cái ý này tôi muốn chia sẻ với các anh chị là một vài trường hợp các anh chị nói rằng là heo của tôi nó bị bệnh rồi, nó có đáp ứng miễn dịch. Đúng, tôi đồng ý. Nhưng mà cái miễn dịch đó nó không đồng đều. Và khi ta đo lường cái hàm lượng kháng thể, chúng ta sẽ thấy liền nó sẽ nhảy lung tung hết. Và cũng chính vì cái tiêu chí này cho nên các anh chị thấy khi mà làm cái xét nghiệm kháng thể, người ta hay đo lường cái hàm gọi là cái chỉ số CV đó các anh chị, để coi thử cái biến động của nó sẽ như thế nào. Và từ đó ta sẽ biết được là cái đáp ứng miễn dịch của vaccine thật sự và nó có nhiễm ở cái môi trường tự nhiên hay ở bên ngoài hay không, và đã làm cho cái hàm lượng kháng thể nó sẽ biến động lớn như vậy các anh chị nhé. Thì đấy là những cái điểm chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trên slide này, và nó nói đến cái vai trò của miễn dịch trong cái việc loại thải mầm bệnh và những cái khả năng có thể xảy ra khi mà con heo tiếp xúc mầm bệnh thông qua cái đáp ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể. Trong tự nhiên thì người ta sẽ chia ra, tự nhiên hoặc thu được thì người ta sẽ chia ra làm hai loại cái miễn dịch, đó là miễn dịch bị động và miễn dịch chủ động. Thế trong cái bị động này người ta sẽ chia tiếp luôn là tự nhiên thu được và chủ động cũng tự nhiên thu được, và tôi sẽ thể hiện cụ thể thông qua cái sơ đồ sau. Ở sơ đồ này các anh chị sẽ thấy rằng có hai loại hình như thế này, là miễn dịch chủ động đúng không ạ, và miễn dịch thụ động. Thì tôi nói trước về miễn dịch thụ động các anh chị nhé. Ở đây nó có ba cái hình elip. Một là cái miễn dịch thụ động này heo con nó sẽ nhận được từ heo mẹ thông qua cái khái niệm là kháng thể mẹ truyền, mà thông qua sữa đầu và sữa. Và một cái một ý thứ hai nữa đó chính là cái kháng huyết thanh, tức là trong những trường hợp mà heo nó có đáp ứng thì đáp ứng một loại kháng nguyên nào đấy, thì cái trong huyết thanh của heo nó sẽ có kháng thể kháng lại với kháng nguyên đó. Cho nên trong một số trường hợp người ta sẽ ly trích cái huyết thanh này, nó có chứa kháng thể đặc hiệu, và từ đó nó sẽ giúp cho, tức là mình tiêm vào trên cho con heo và nó giúp cho con heo có khả năng kháng lại các mầm bệnh đặc hiệu. Nhưng mà trên slide này nó có một cái ý mà tôi ghi cái chữ màu đỏ đó, tức là kháng thể thụ động qua nhau và không xảy ra trên heo. Thì ở cái điểm này cũng xin nhắc với chúng ta rằng với con heo, kháng thể mẹ truyền chỉ thông qua sữa đầu và sữa mà thôi, còn qua nhau thai là không xảy ra. Và ở cái phần sau khi nói về miễn dịch bề mặt tôi sẽ chia sẻ chi tiết, và đó chính là cái miễn dịch thụ động. Còn khi nói đến cái miễn dịch chủ động thì nó có ba cái trường hợp mà chúng tôi muốn đề cập ở đây, đó chính là nhiễm tự nhiên, và như nãy tôi đã nói bất kỳ một cái nhiễm tự nhiên nào hệ thống miễn dịch cũng sẽ đáp ứng và nhận diện và đáp ứng lại với lại cái mầm bệnh tự nhiên đấy, và nó sẽ có một cái miễn dịch thích ứng với nó, gọi là nhiễm tự nhiên. Rồi một cái loại thứ hai nữa chúng ta thường làm trong thực tế đó chính là việc tiêm phòng, chắc chắn rồi đó là miễn dịch đặc hiệu với một cái mầm bệnh mà chúng ta đã dùng cái vaccine để phòng các cái bệnh đặc hiệu và xảy ra ở trong một vùng dịch tễ nào đó. Và cái điểm này nhấn mạnh như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái chương trình chủng ngừa vaccine của mỗi một vùng miền là nó khác nhau, thông qua cái việc chủng ngừa vaccine để tạo ra miễn dịch chủ động ở trên con thú. Và một khả năng thứ ba vẫn có thể xảy ra, đó là miễn dịch tiềm ẩn. Mặc dù trên lâm sàng không biểu hiện nhưng thực ra heo nó vẫn nhiễm bệnh tiềm ẩn mà chúng ta không biết được. Và như trong những trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng vẫn có một cái đáp ứng miễn dịch chủ động đối với cái mầm bệnh đấy. Và đây là các cái loại hình miễn dịch chủ động và miễn dịch thụ động mà trong tự nhiên, mà kể cả trong thực tế khi mà tư vấn lâm sàng chúng tôi vẫn phải sử dụng cái kiến thức này để trao đổi với lại các anh chị em kỹ thuật cũng như là bà con chăn nuôi. Và với cái nội dung thông tin chia sẻ vừa rồi thì lại thể hiện cụ thể hóa thông qua cái sơ đồ này. Và các anh chị thấy là ở hình phía cái ô bên tay trái mà tôi đang đi đây, đó chính là cái miễn dịch bẩm sinh là không đặc hiệu, và nó sẽ nhờ vào các hàng rào vật lý học và tế bào học ở đây để bảo vệ, giúp cho con heo chống lại cái mầm bệnh, nhưng mà nó không đặc hiệu các anh chị ha. Còn với cái miễn dịch đặc hiệu là cái ô bên này, và khi nói đến miễn dịch đặc hiệu nó sẽ bao gồm là cái miễn dịch
đặc hiệu mà bị động passive và một cái miễn dịch chủ động active. Đấy, và với cái miễn dịch passive này, thụ động này, các anh chị thấy phía dưới đây bao gồm luôn cả kháng huyết thanh antiserum, colostrum là sữa đầu và milk là sữa. Và ở đây tại sao tôi vẫn muốn nhấn mạnh cái chuyện này, khi trao đổi với anh em kỹ thuật vẫn nói là kháng thể mẹ truyền thông qua sữa thì tôi đồng ý, nó không có sai, nhưng mà tôi vẫn mong muốn rằng là phải nói cụ thể hơn nữa là kháng thể mẹ truyền thông qua sữa đầu và sữa. Tại vì cái sữa đầu nó cực kỳ quan trọng, nó có giá trị lắm, và sau cái giai đoạn sữa đầu xong rồi á thì nó sẽ đến cái giai đoạn là sữa. Các anh chị nhìn lên cái hình này, active thì đây chính là cái miễn dịch chủ động, và chủ động này sẽ bao gồm là miễn dịch dịch thể là antibodies này, nó sẽ tạo ra các kháng thể chống lại cái mầm bệnh, thì các anh chị cũng đã nghe đâu đó rồi và các anh chị đã ứng dụng thực hành trong cái việc xét nghiệm rồi. Cái cellular đó chính là cái miễn dịch mà qua trung gian tế bào đấy các anh chị, cell mediated immunity đây chính là cái miễn dịch qua trung gian tế bào. Và với hai cái loại hình miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào này, nó sẽ giúp cho con heo tạo ra được cái miễn dịch đặc hiệu. Và dĩ nhiên ở trên sơ đồ này người ta cũng giải thích khá rõ thêm một cái hình nữa, một ý nữa, đó chính là cái sự hình thành kháng thể này nó có thể thông qua cái gọi là miễn dịch dịch thể này, và có thể do sự cái tiếp xúc tự nhiên hoặc thông qua cái việc chủng ngừa vaccine. Và như vậy cái sơ đồ này nó hệ thống lại toàn bộ cái bức tranh về cái đáp ứng miễn dịch của con heo với một cái tác nhân gây nhiễm. Như vậy thì các loại hình của các thành phần của các loại hình miễn dịch này là gì? Thì ở đây tôi muốn liệt kê một vài cái slide rất là cơ bản thôi để nhắc nhớ của chúng ta rằng với cái miễn dịch mà bẩm sinh á, thì nó sẽ bao gồm các cái tế bào thực bào. Đấy, thế thì các tế bào thực bào thì các anh chị biết rằng là đây là bạch cầu thôi. Và như vậy khi nói đến bạch cầu thì chúng ta cũng sẽ nhắc nhớ rằng như vậy trong con heo nó sẽ có các loại bạch cầu khác nhau. Nhưng mà trong đó có hai cái loại bạch cầu mà sẽ tham gia thực bào mà có ý nghĩa, đó chính là cái bạch cầu đơn nhân lớn. Khi nó ở trong máu nó gọi là đơn nhân lớn. Nhưng mà khi nó đi ra ngoài, ngoại vi để nó thực bào thì lúc đó nó sẽ mang tên là tế bào thực bào. Nhưng mà thực bào nó cũng sẽ còn một tế bào thứ hai nữa, đó là cái bạch cầu đa nhân trung tính. Và khi ra ngoài ngoại vi thì nó sẽ mang cái tên là tiểu thực bào. Và cả hai cái tế bào này nó sẽ hỗ trợ để giúp cho loại thải cái mầm bệnh. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy cái thành phần là các cytokine, các chemokine, rồi có một số cái protein kháng khuẩn có mặt ở trên cái bề mặt của niêm mạc để giúp cho loại thải mầm bệnh. Rồi sự huy động của các cái tế bào lympho T thông qua một quá trình viêm hoặc là hoạt hóa các đáp ứng dịch, và đặc biệt có sự tham gia của tế bào giết tự nhiên, thì lúc đó tôi sẽ có một vài cái slide nói một vài chức năng để chúng ta rõ. Nhưng mà các anh chị thấy rằng là cái thông điệp mà tôi muốn nói thông qua cái đáp ứng miễn dịch bẩm sinh này là gì, các chị biết không ạ? Tôi sẽ chia sẻ ngay thôi. Và trên cái hình ảnh này các anh chị sẽ thấy một cái thông tin nữa là miễn dịch thu được, đó chính là cái tàu B và T. B là miễn dịch dịch, B là miễn dịch dịch thể, và T là miễn dịch qua trung gian tế bào. Và cái B này á, đó chính là nó hoạt hóa thành các plasma cell, tức là tế bào tương, và sản xuất kháng thể thì gần như là chúng ta đều biết. Còn cái T này á là tham gia trong miễn dịch qua trung gian tế bào, và nó sẽ giúp cho cái đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào của con heo chống lại cái sự xâm nhập của mầm bệnh. Và một số yếu tố khác ví dụ như cytokine hoặc là chính là những cái kháng thể đặc hiệu. Thông điệp tôi muốn gửi các anh chị thông qua cái slide này là gì? Thường chúng ta sẽ thấy rằng chủng ngừa vaccine chúng ta quan tâm đến cái đáp ứng miễn dịch, dĩ nhiên qua lâm sàng và qua điều kiện phòng thí nghiệm. Qua lâm sàng chúng ta hay nghĩ đến kháng thể, cái là người ta đo lường được, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà vẫn phải quan tâm đến cái miễn dịch, đáp ứng miễn dịch bẩm sinh, vì đây là cái hàng rào đầu tiên. Và nếu như chúng ta làm tốt, ta nuôi heo trong một cái điều kiện là chuẩn, nó không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại lai nhiều, và nó sẽ giúp cho cái sức đề kháng của heo tốt hơn. Điều đó có nghĩa rằng cái đáp ứng miễn dịch bẩm sinh nó cũng sẽ tối ưu hơn. Và khi cái miễn dịch bẩm sinh nó tối ưu hơn, đó là cái hàng rào đầu tiên mà nó tối ưu, thì điều đó có nghĩa rằng nó sẽ hạn chế bớt cái sự xâm nhập của mầm bệnh ở bên ngoài đi vào. Tại vì nó sẽ xâm nhập mầm bệnh đi vào là thông qua cái hàng rào đầu tiên này. Và nếu như nó ngăn chặn được tốt thì điều đó có nghĩa rằng cái vai trò của đáp ứng miễn dịch thu được nó sẽ hoàn hảo hơn. Vì khi mà nó chặn được bớt ở bên ngoài rồi thì lúc đi vào bên trong, cái đáp ứng miễn dịch thu được và miễn dịch qua trung gian tế bào nó sẽ gọi là ít cái cơ hội để tiếp xúc cái mầm bệnh bên ngoài hơn. Và như vậy nó sẽ bảo tồn được cái lực lượng của nó. Nó cụ thể đó chính là hàm lượng kháng thể nó sẽ bảo tồn tốt nhất có thể. Hoặc là các tế bào trong cái đám bức miễn dịch qua trung gian tế bào nó cũng sẽ đáp ứng
hay là nó bảo tồn tốt nhất có thể. Và như vậy các anh chị thấy cái sức, gọi là cái sức kháng chung của con heo nó sẽ mạnh mẽ hơn. Cho nên cái hình này nó, cái slide này nó có vẻ rất là đơn giản như vậy, nhưng mà dân trong nghề mới thấy rằng là thực ra tại sao người ta cứ hay nhắc với chúng ta là cái yếu tố mà hiện nay quản lý, trong đó cái quản lý kể cả môi trường, sức khỏe vật nuôi, rồi con nhân mọi thứ, tất cả những yếu tố đó nó đều giúp cho cái đáp ứng miễn dịch bẩm sinh nó sẽ hoàn hảo hơn, và từ đó sẽ giúp cho cái miễn dịch thu được, nó sẽ phát huy được tối ưu cái chức năng của nó. Cho nên làm sao đó trong chăn nuôi heo làm chúng ta phải bảo vệ được cái đáp ứng miễn dịch bẩm sinh và kể cả cái đáp ứng miễn dịch thu được một cách hoàn hảo nhất. Như vậy hồi nãy giờ cứ nói đến cái đáp ứng miễn dịch bẩm sinh bảo vệ thì cụ thể hơn nữa là cái gì? Ở đây tôi có lấy một vài cái thông tin này, ví dụ như lông này, da này, cái lông rung hô hấp, rồi hệ vi sinh vật có lợi, rồi các tế bào, rồi các dịch viêm tiết gì đấy. Trên cái slide này thì nó cũng có những cái thông tin chia sẻ, thì cụ thể ở phía bên tay phải đó chính là cái hàng rào vật lý physical, rồi cái hóa học chemical và cái vi sinh vật, cái microbiome này đó chính là cái hệ vi sinh vật thường trú có lợi ở trên cái đường tiêu hóa, hoặc kể cả trên đường hấp, hay kể cả trên bề mặt lông da, mà hiện nay người ta hay dùng chung một khái niệm đó chính là microbiome. Và như vậy chúng ta bảo vệ được cái hệ vi sinh vật thường trú này, nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của con heo nó sẽ tốt hơn. Tôi sẽ lấy lần lượt từng các ví dụ nhé. Đầu tiên tôi muốn lấy ví dụ về lông rung hô hấp. Thế cái hàng rào lông rung hô hấp này nó, ai cũng biết hết, chắc chắn là có giá trị rồi, nhưng mà nó sẽ hoạt động theo cái cơ chế như thế nào? Rất là hay các anh chị, cái lông rung hô hấp này nó sẽ hoạt động theo cơ chế cầu thang cuốn, và nó đẩy từ trong ra ngoài. Và khi nó đẩy từ trong ra ngoài, tức là từ dưới phổi đi lên phía trên đó, tức là nó sẽ di chuyển theo cơ chế thẳng cuốn. Các anh chị thấy đi siêu thị nó sẽ theo một chiều lên hoặc chiều xuống, và như vậy theo cơ chế này nó đẩy từ trong ra ngoài, nó làm cho mầm bệnh không có cơ hội tiếp xúc và không có cơ hội để đi sâu vào ở bên trong của cơ thể. Và bên cạnh đó thì cái lông rung hấp này, các anh chị thấy là trên cái bề mặt của tế bào biểu mô nó có một lớp nhầy nhớt nhẹ nữa, với cái cơ chế gọi là cơ học rung, gọi là di chuyển là cơ học, và cái sự tiết của các chất nhầy có mặt trên cái bề mặt của đường hô hấp, và cả hai cái đó kết hợp lại nó làm hạn chế cái sự xâm nhập của cái mầm bệnh tiếp xúc trực tiếp ở trên đường hô hấp. Và như vậy khi mà nó loại thải, nó đẩy ra ngoài, nó tới cái ngã ba hầu họng, các anh chị thấy con heo nó sẽ có cái động thái ho. Ho đó là để đẩy ra bên ngoài, ho một vài ba tiếng, cái sức khỏe bình thường đó, cái cơ chế bảo vệ, cơ chế sinh lý bảo vệ con heo thôi. Nhưng mà ho nhiều thì chắc chắn là bệnh rồi, nhưng mà cái ho một vài ba tiếng đó nó sẽ đẩy cái mầm bệnh ra bên ngoài. Trong trường hợp nếu như không đẩy được thì nó sẽ đi theo cái đường tiêu hóa và nó xuống, nó bài thải qua hệ thống phân. Cho nên các anh chị thấy một số cái mầm bệnh ở trên đường hấp, nhưng mà khi ta lấy một phân ta xét nghiệm, ta vẫn thấy rằng là có virus vi khuẩn ở trong đó. Nó cũng có cái lý do của nó theo cái cơ chế miễn dịch bẩm sinh này. Rồi một ví dụ thứ hai nữa để tôi kết slide này, đó chính là cái hệ thống microbiome, cái hệ vi sinh vật thường trú. Và cái hệ vi sinh vật thường trú này nó rất là có lợi, nó giúp cho cái sự cân bằng của cái hệ vi sinh vật ở từng cái bề mặt, ví dụ đường tiêu hóa, đường hô hấp, đường lông da. Và khi nó cân bằng như vậy thì nó sẽ gọi là cái bảo vệ được cái niêm mạc bề mặt của các cái cơ quan đó, và nó sẽ giúp cho con thú nó sẽ không có bị bệnh. Khi nó mất cân bằng cái hệ vi sinh vật thường trú này, cái microbiome này, các chị biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Và các cái nghiên cứu về miễn dịch sâu hiện nay, người ta thấy rằng chính những cái vi sinh vật có lợi thường trú đó, nó sẽ kết hợp lại các cái hoạt, gọi là các cái thành phần có trong thức ăn, để nó tạo ra những cái metabolites, tức là những cái cơ chất, và nó sẽ giúp cho gọi là kích thích hoạt hóa cái hệ thống miễn dịch ở trên cái đường tiêu hóa, nó sẽ tốt hơn, và nó giúp cho con heo nó sẽ bảo vệ được cái mầm bệnh không có xâm nhập qua cái đường tiêu hóa, thí dụ như thế. Cho nên tóm lại rằng cái miễn dịch bẩm sinh hiện nay người ta nghiên cứu rất nhiều, và thậm chí đã có những cái chế phẩm thực sự luôn ứng dụng từ cái miễn dịch bẩm sinh này có mặt trên thị trường Việt Nam luôn các anh chị, để giúp cho bảo vệ được cái bảo vệ được cái miễn dịch bẩm sinh này trên con thú. Và dĩ nhiên nó không đặc hiệu, nhưng mà nó vẫn có những cái giá trị của nó nhất định trong cái việc phòng bệnh. Và cụ thể hóa bằng một số slide để các anh chị thấy, ví dụ như cái hình bên tay trái có chữ M đây, tôi đang di chuyển cái mũi tên đây, thì đó là một tế bào khỏe mạnh, healthy cell đấy. Nhưng mà khi nó bị các cái mầm bệnh tấn công, các cái loại vi khuẩn tấn công, nó làm cho hư hại các hệ thống lông rung này. Và các anh chị thấy cái từ phía dưới này là damage cell này, T
tế bào nó bị tổn thương rồi, và như vậy thì nó dẫn đến là tế bào nó sẽ chết, và nó chết như vậy thì những cái mầm bệnh nó có cơ hội nó xâm nhập vào bên trong. Và ví dụ như lấy một ví dụ là Pasteurella, nó gây ra cái nhiễm trùng huyết chẳng hạn, đi vào máu và có thể gây ra nhiễm trùng huyết, ví dụ như thế. Cho nên cái hình này để minh họa một lần nữa tại sao ta cần phải bảo vệ cái hệ thống miễn dịch bẩm sinh này, nó có giá trị như thế. À, cái hình phía dưới này đó là cái ý mà nãy tôi vừa trao đổi với chị, nó cái chất nhầy nhất, cái mucin và cái hệ thống lông run này. Và như vậy khi mà ta bảo vệ được cái gọi là cái hệ thống lông run này, cũng như là cái tế bào biểu mô, cũng như một lượng nhầy nhất vừa với cái chức năng sinh lý của nó, và nó sẽ loại thải các cái microbes, những cái mầm bệnh ra ngoài, và nó hạn chế cái cơ hội tiếp xúc của các cái vi sinh vật trên cái hệ thống lông run này, và dĩ nhiên nó sẽ giúp cho con thú gọi là hạn chế được cái khả năng gây bệnh có thể. À, một cái hình cụ thể nữa, ta chụp dưới cái kính hiển vi điện tử thì người ta thấy rằng là cái hệ thống tế bào ở đây nó rất là hoàn hảo, đúng không ạ? À, nhưng mà nếu mà giả sử cái hệ thống rung để sống tế bào biểu mô rất là hoàn hảo, nhưng mà nếu giả sử như mà nó bị các cái mầm bệnh tấn công thì các anh chị thấy rằng là đây nó sơ sát như thế này, và chắc chắn là sẽ tạo điều kiện cho cái mầm bệnh nó xâm nhập vào bên trong thôi. À, với cái hệ thống miễn dịch bẩm sinh này, hồi nãy Thương đã chia sẻ với các anh chị, đó chính là cái sự thực bào của các tế bào bạch cầu. Thì trong cái slide này tôi muốn chia sẻ với các anh chị một chút về cái sự thực bào. Thế các cái tế bào bạch cầu này ở trong máu các anh chị, nhưng mà như vậy lúc nào thì nó sẽ di chuyển ra ngoài để nó thực bào. Thì các anh chị thấy cái hình phía trên đây, đây blood flow, nó đang di chuyển và nó cứ rolling, tức là nó cứ di chuyển cuộn và nó sẽ theo chiều di chuyển của dòng máu như thế. Nhưng mà nếu như có một quá trình viêm xảy ra, nó tiết ra các yếu tố hóa hương động thì nó làm cho cái quá trình di chuyển này trở nên chậm lại. Và các anh chị thấy cái hình mũi tên này, đây, chậm. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ giải thích bằng cái cơ chế phía dưới, thì các anh chị sẽ thấy rằng là nó sẽ thoát ra khỏi được cái thành mạch và nó đi ra ngoài và nó tham gia, nó thực bào. Và tương đấy là cái tổng thể là như thế. Nhưng mà làm sao mà nó lại thoát được, thì các anh chị thấy rằng trên cái tế bào bạch cầu neutrophil, là bạch cầu đa nhân trung tính, nó cũng có những cái receptor, ví dụ các anh chị nhìn thấy ở đây là cái selectin này, hoặc là một số cái receptor khác LF và A chẳng hạn vậy, thì nó sẽ kết dính đặc hiệu lại các receptor có mặt trong nội mạc của mạch máu, là các anh chị thấy cái tế bào biểu mô phía dưới. Và lúc đó thì cái bạch cầu đa nhân trung tính này nó mới có cơ hội sao nó làm thay đổi cái hình thái và nó sẽ đi ra ngoài khỏi cái thành mạch và tham gia thực bào được. Và cái cơ chế này các anh chị thấy rằng nó diễn ra ở bên trong cơ thể và nó đáp ứng rất là nhanh khi có một cái tác nhân gây nhiễm tác động trên cái hệ thống miễn dịch của con heo, tác động lên cơ thể của con heo. Thì cái hai cái hình phía dưới này nó cụ thể hóa hơn. Các anh chị thấy đây, trên cái receptor, tức là trên cái bạch cầu này, leukocyte là bạch cầu này, có rất nhiều cái receptor đây. Và các receptor này nó sẽ kết dính đặc hiệu với lại tế bào biểu mô của nội mạc mạch máu theo cơ chế ổ khóa và chìa khóa. Các anh chị thấy đây. Và khi nó kết dính đặc hiệu như vậy, nó sẽ làm cho hình thái của cái bạch cầu này nó thay đổi. Các anh chị thấy không? Rất rõ luôn, nó thay đổi hình thái này. Rồi nó thay đổi hình thái này, nó đi di chuyển tới đâu? Nó di chuyển tới cái khoảng liên kết giữa hai tế bào biểu mô của mạch máu. Nhưng mà các anh chị nói, ôi làm sao nó thoát ra ngoài được? Thì các anh chị nhớ rằng, ví dụ như hay người ta xây cái tường, các cái viên gạch nó kết nối với nhau bởi cái xi măng. Thế thì bây giờ giữa các tế bào này nó kết nối với nhau bởi cái gì? Nó kết nối với nhau bởi các lực liên kết các anh chị. Và khi mà có một cái tác nhân gây viêm xảy ra và nó tác ra các yếu tố hóa học và kể cả độc tố chẳng hạn, thì nó làm cho cái lực liên kết này trở nên lỏng lẻo các anh chị. Và khi nó lỏng lẻo như vậy thì các tế bào bạch cầu này nó mới có cơ hội sao nó thoát khỏi cái mạch máu và nó ra ngoài và nó tham gia trong cái quá trình viêm. Các anh chị thấy rất là hay. Và như vậy cứ theo cái cơ chế đó thì các anh chị nhìn cái hình cuối cùng trên slide này ở phía tay phải, khi mà nó ra ngoài nó thực bào thì các cái mầm bệnh nó đi vào bên trong các tế bào thực bào này, nó được các enzyme có trong tế bào chất của tế bào bạch cầu này nó sẽ tiêu biến các cái mầm bệnh đó. Đây, thì đây là toàn bộ cái cơ chế chung của cái sự thực bào. Vậy cái thông điệp chúng gửi là cái gì với các anh chị? Trong cái miễn dịch bẩm sinh này, người ta nhấn mạnh đến cái sự thực bào. Như vậy, bằng cách nào đó chúng ta phải tăng cái sức đề kháng lên để cho con heo nó gọi là cái sự hoạt động của các tế bào bạch cầu có trong máu, và khi tham gia vào cái thực bào ở ngoại vi như này nó phải đủ, và nó đủ được cái năng lượng thì lúc đó cái vai trò thực bào của nó mới hoàn hảo. Còn khi mà trên những cái nền con heo nó yếu, sức đề kháng không có, thì cái khả năng thực bào này nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và khi nó ảnh hưởng có nghĩa là cái mầm bệnh
nó sẽ nhân lên, nó có cơ gọi là cái cuộc chiến giữa hai bên, mà bên nào mạnh thì bên đó thắng thôi. Thì lúc đó cái mầm bệnh nó sẽ thắng thế, nó nhân lên. Nếu như cái lượng mạch cầu nó yếu quá, không đủ số lượng và cái gọi là cái chức năng của nó không thực hiện hoàn hảo giống như tôi vừa mô tả ở trên, thì rõ ràng là cái con heo, cái biểu hiện bệnh lâm sàng nó sẽ có, và nếu nó có thì nó sẽ càng ngày nó càng nặng hơn nếu như cái sức kháng nó không có. Thì cái thông điệp tôi muốn chia sẻ với các anh chị là như thế. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy có cái tế bào giết tự nhiên, đặc biệt nó có vai trò trong việc nhận diện và tiêu diệt các tế bào nhiễm virus hoặc là những cái tế bào có khả năng hình thành ung thư. Thì cái vai trò của nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch loại thải các tế bào này và tham gia hoạt hóa trong cái đáp ứng miễn dịch thu được. Rồi có một số loại cytokine đó là chính là những cái protein miễn dịch, và nó sẽ giúp cho điều hòa cái hệ thống miễn dịch, và nó cũng có vai trò nhất định trong cái hệ thống miễn dịch nói chung. Tuy nhiên là với các loại cytokine thì khi mà nói đến cytokine, nó vẫn có những cái loại cytokine và nó hoạt hóa quá mức và nó dẫn đến cái ảnh hưởng của cái các loại cytokine đó. Thì đấy là cái mặt trái của các loại cytokine trong cái điều hòa của hệ thống miễn dịch. Xong cái phần miễn dịch bẩm sinh rồi thì tôi di chuyển qua cái phần miễn dịch thu được, và một lần nữa tôi nhắc lại, trong miễn dịch thu được nó bao gồm hai loại, đó chính là tế bào lympho T tham gia trong miễn dịch qua trung gian tế bào và tế bào lympho B trong cái miễn dịch dịch thể. Và cái cơ chế đáp ứng của cái loại miễn dịch thu được hay đặc hiệu này để loại trừ mầm bệnh thông qua cơ chế nào, thì tôi có một vài cái hình ảnh để thể hiện tóm lược gọn về cái vai trò của miễn dịch thu được và miễn dịch qua trung gian tế bào. Đây là cái hình mà lấy từ trong sách của bệnh heo, thì chúng ta thấy nó có hai cái cụm này. Cái cụm thứ nhất là cái humoral immune response, và cái cụm thứ hai đó là cell mediated response, này là miễn dịch qua trung gian tế bào. Và cái humoral đó chính là miễn dịch dịch thể. Và các anh chị thấy có cái hình chữ IGRS đi dài đây, đó chính là cả cái phần tử kháng thể, và cái lượng kháng thể này nó sẽ giúp cho cái cơ thể có cái vai trò loại trừ các mầm bệnh ra ngoài. Nói chung là như thế. Rồi bên cái miễn dịch qua trung gian tế bào, các anh chị thấy là các cái T, rồi bên cạnh đó có những cái phân loại của T, thì có cái TH1, TH2 nói chung, và tôi sẽ thể hiện cụ thể qua cái slide, hai slide kế tiếp về cái vai trò miễn dịch cụ thể hơn trong cái đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào. Và trong cơ thể của heo, cả hai loại hình miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào này, tôi cứ ví giống như cánh tay phải và cánh tay trái để giúp cho con heo loại thải được mầm bệnh và tăng cường cái sức đề kháng, chống chọi được mầm bệnh và sinh trưởng tốt. Một cái hình cụ thể hơn để các anh chị thấy rằng là vai trò của miễn dịch dịch thể ở đây là cái hình cũng khá mới trong cái cuốn sách về miễn dịch vaccine của T-Zac. Thì các anh chị thấy rằng là cái đường biểu diễn màu đỏ hồng này đấy, thì là trong trường hợp mà con heo nó tiếp xúc lại cái kháng nguyên lần thứ nhất, thì chúng ta thấy rằng là cái kháng thể mà tạo ra đó, đo lường được trong cái serum này, nó tăng lên nhưng mà sau đó nó giảm xuống khá là nhanh. Nhưng mà nếu chúng ta cho tiếp xúc lần thứ hai, gọi là tiêm chủng tái chủng trở lại, thì chúng ta sẽ thấy là nó tăng lên rất là cao. Đến một thời điểm, đến một cái hàm lượng nào đó, đầu nó giảm xuống, và đến cái lần tiêm thứ ba thì nó sẽ lại tiếp tục tăng lên, ví dụ như vậy, và nó cũng sẽ đến một cái mốc nào đó, một cái ngưỡng nào đó, và nó sẽ giảm xuống. Cho nên đó lý do tại sao mà người ta vẫn hay tiêm chủng tái chủng trở lại để giúp cho nhắc nhớ các tế bào nhớ của miễn dịch, trong đó có cái B nhớ này, nó sẽ giúp cho cái hoạt hóa và sản xuất được cái kháng thể đủ để bảo hộ. Và khi nói đến cái việc tái chủng này, tôi vẫn hay dùng ba cái tiếng tính từ để diễn tả, đó là nhanh hơn, đáp ứng nhanh hơn, mạnh hơn và dài hơn. Đấy. Trên cái hình này còn một thông điệp tôi muốn chia sẻ với các anh chị nữa là cái gì bẩm sinh. Các anh chị thấy cái từ innate immunity này nó vẫn có các anh chị ha, kể cả ở giai đoạn nào cũng có hết á, nhưng mà cái mức độ của nó sẽ rất là thấp và nó không đặc hiệu. Cho nên là tại sao tôi cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, chúng ta mong muốn để cải thiện được cái hàm lượng kháng thể này tốt nhất, và sơ đồ này nó cũng giúp cho các anh chị hiểu được rõ hơn về cái đáp ứng miễn dịch dịch thể thông qua cái đáp ứng với kháng nguyên qua các lần tái chủng khác nhau. Nhưng mà bên cạnh đó, các anh chị thấy vẫn có cái đáp ứng miễn dịch bẩm sinh ở đây, và tuy là nó không đặc hiệu và nó tồn tại ngắn và nó không có ở cái mức độ cao như là cái đáp ứng của kháng thể, nhưng nó vẫn có, và bằng cách nào đó chúng ta phải bảo vệ được cái miễn dịch bẩm sinh này. Đó là thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, nó rất là rõ ràng. Từng cái slide một, từng cái thông điệp tôi muốn chia sẻ và ứng dụng trong thực tế, chúng ta cần phải bảo vệ nó như thế nào. Vai trò chung của kháng thể thì đó là chính là trung hòa hoạt hóa cái bổ thể và kể cái hiện thực oxygen, để giúp cho cái quá trình đáp ứng miễn dịch tốt hơn
tôi không có nói chi tiết. Với miễn dịch qua trung gian tế bào thì nó sẽ gồm hai cái loại quần thể, đó là tế bào T và T thì bao gồm các T giúp đỡ và T gây độc tế bào và các cái loại cytokine. Và hai slide kế tiếp để tóm lược lại hai cái loại hình đáp ứng miễn dịch bẩm sinh và thu được, hay là miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu. Slide đầu tiên cũng chia sẻ với anh chị từng cái ý một sau đây. Thứ nhất á, là cái miễn dịch đặc hiệu là nó phụ thuộc vào kháng nguyên. Kháng nguyên nào thì nó sẽ tạo ra đáp ứng miễn dịch của cái miễn dịch, dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào tương ứng của nó. Đấy. Và cái ý thứ hai, còn với miễn dịch tự nhiên là nó không có phụ thuộc kháng nguyên các anh chị nhé. Rồi cái ý thứ hai tôi muốn chia sẻ tiếp đó là chính là cái đáp ứng. Thì với cái miễn dịch thu được, các anh chị thấy ngay kể cả tiếp xúc với lại virus tự nhiên hoặc là với cái virus vaccine hoặc là cái kháng nguyên vaccine thì nó phải cần có một cái thời gian để nó đáp ứng. Trong khi đó cái miễn dịch không đặc hiệu này là đáp ứng gọi là tối đa tức thì. Chính vì cái tối đa tức thì này cho nên tôi lại đưa ra cái thông điệp cho các anh chị thấy, khi mà con heo được khỏe mạnh thì chính cái miễn dịch bẩm sinh này nó đáp ứng tức thì, nó loại thải một phần mầm bệnh trước khi mà có cái đáp ứng miễn dịch thu được. Vì miễn dịch thu được nó phải cần có thời gian nó tiếp xúc và lúc đó nó mới có đáp ứng. Cho nên các anh chị thấy không, heo khỏe mạnh, ví dụ tôi nói nha, một ví dụ cụ thể nè, ví dụ như bây giờ là trại ta không kiểm soát tốt khi NH3, điều đó có nghĩa là nó đã tác động trực tiếp lên miễn dịch không đặc hiệu rồi đó. Và như vậy thì khi mà nó gặp phải mầm bệnh, nó đâu còn cái sức để nó đáp ứng tức thì đó nữa đâu. Và như vậy nó làm cho cái hiệu quả của cái gọi là chống chọi mầm bệnh của trời con heo nó sẽ giảm. Và như thế người ta phải cần có cái biện pháp để làm sao ta cải thiện được. Cải thiện được cái miễn dịch bẩm sinh này cũng có nghĩa rằng chúng ta sẽ cải thiện được luôn cả cái miễn dịch thu được. Với cái miễn dịch bẩm sinh hay miễn dịch tự nhiên này là nó không có trí nhớ miễn dịch. Đó là cái điều rất là khác biệt so với lại cái miễn dịch đặc hiệu mà chúng ta thấy rằng nè, thông qua cái việc chủng ngừa vaccine hoặc là thông qua việc chủng ngừa vaccine hoặc là thông qua cái nhiễm tự nhiên, chúng ta thấy đều có trí nhớ miễn dịch hết. Cho nên các anh chị thấy là cái lòng sông tái chủng đó thì cái đáp ứng miễn dịch nó sẽ tăng lên và nó mạnh hơn và nó dài hơn, đó chính là nhờ vào cái trí nhớ miễn dịch. Và trí nhớ miễn dịch này nó được thể hiện luôn cả hai loại quần thể tế bào, đó T và B luôn nha các anh chị, trong kể cả miễn dịch dịch thể và trong kể cả miễn dịch qua trung gian tế bào luôn, đều có tế bào nhớ hết. Và slide cuối cùng để kết lại cái phần miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào, các anh chị thấy miễn dịch dịch thể vai trò chức năng cuối cùng đó chính là ngăn chặn cái nhiễm trùng và loại bỏ các cái vi sinh vật ra ngoài. Và với cái miễn dịch qua trung gian tế bào, các anh chị thấy sẽ là hoạt hóa các cái đại thực bào nãy tôi có vừa chia sẻ trên rồi đó, để tiêu diệt các cái mầm bệnh, cho nên các tế bào bạch cầu nó phải khỏe mạnh. Đây. Rồi ở trên này các anh chị thấy ở phía cái slide phía tây, cái thông điệp phía tay phải này chính là nhờ vào các cái tê liệt giải tế bào này, và các tế bào tê này nó sẽ giúp cho nhận diện các cái nhiễm trùng và loại bỏ các cái tế bào nhiễm trùng. Và như vậy kể cả cánh tay phải, cánh tay trái nó đều giúp cho con heo loại thải cái mầm bệnh ra bên ngoài và tăng cường cái sức đề kháng lên, giúp cho con heo nó sinh trưởng tốt hơn. Chống chọi là được mầm bệnh rồi nhưng mà sinh trưởng tốt hơn nữa. Thì đấy là cái thông điệp liên quan đến cái miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào của miễn dịch đặc hiệu và so với cái miễn dịch không đặc hiệu, đó chính là miễn dịch bẩm sinh. Và chúng ta bằng cách nào đó có thể bảo vệ được cái hai loại hình miễn dịch này, nó sẽ giúp cho con heo khỏe mạnh. Phần kế tiếp tôi muốn trao đổi đó chính là sự hình thành miễn dịch của heo từ cái giai đoạn bầu thai đến trưởng thành. Tôi chỉ dùng một sơ đồ ngắn gọn để trao đổi với các anh chị. Đó là chính là cái từ lúc mà conception là tức là thụ thai cho đến birth là lúc nó sanh ra và đến weaning là cai sữa. Và các anh chị thấy đến cái giai đoạn heo lớn này thì cái tổng thể của miễn dịch total immunity này nó bao gồm luôn, các anh chị thấy không, của miễn dịch thu được và kể cả luôn cả miễn dịch bẩm sinh. Cho nên các anh chị thấy trong suốt quá trình nuôi, kể cả khi ta chủng ngừa vaccine rất đầy đủ rồi đấy, nhưng mà cái tổng thể của miễn dịch này nó sẽ bao gồm luôn cả hai loại. Các anh chị thấy cái đường mũi diễm màu xanh lá cây không, và cái đường mũi diễm màu đỏ đó, người ta dùng cái từ innate immunity, đó chính là miễn dịch bẩm sinh. Và cái màu xanh lá cây này adaptive immunity, đó chính là miễn dịch có thể thông qua nhiễm tự nhiên hoặc là thông qua chương trình chủng ngừa vaccine. Và cái hai cái loại hình này nó sẽ tạo ra một cái miễn dịch tổng, cái total immunity này, để nó bảo vệ con heo. Đấy là cái thông điệp thứ nhất tôi muốn chia sẻ. Thông điệp thứ hai, các anh chị sẽ thấy cái đường biểu diễn màu xanh biển này,
cái ô màu xanh biển này, đó chính là cái passive immunity, đó cái thụ động. Và thụ động hồi nãy tôi có nói với các anh chị ở trên rồi. Và cái thụ động này các anh chị thấy nó nhận qua, nhận là chủ yếu là từ cái kháng thể mẹ truyền và cái kháng thể mẹ truyền thông qua sữa đầu và sữa. Thì cái giai đoạn này các anh chị sẽ thấy nó tồn tại một thời gian và nó xuống. Nếu như chúng ta không có một cái đáp, tạo một cái đáp ứng miễn dịch đặc hiệu, thì các anh chị thấy nó sẽ xuất hiện một cái hiện tượng gọi là cửa sổ miễn dịch, và nó vậy rất là nguy hiểm, nó dễ nhiễm các cái mầm bệnh khác ở trong tự nhiên. Và do đó chúng ta phải gọi bằng cách nào đó, chúng ta phải hiểu rõ được cái giai đoạn cửa sổ miễn dịch này, và chúng ta giúp cho con heo nó sẽ bảo vệ được trong suốt cái quá trình từ lúc nó sinh ra cho đến khi mà nó trưởng thành. Đấy là thông điệp thứ hai tôi muốn chia sẻ thông qua cái hình này. Và như vậy thì cái đáp ứng miễn dịch ở heo sơ sinh nó như thế nào? Các anh chị sẽ thấy liên quan đến cấu trúc nhau thai và cái vai trò của sữa đầu. Thực ra khi mà heo nó mang thai thì nó phụ thuộc vào heo con đó, nó nhận được cái kháng thể mẹ truyền thông qua sữa đầu và sữa thôi, chứ còn cái nó không nhận được qua cái nhau thai. Bởi vì cấu trúc nhau thai với lại cái niêm mạc tử cung của heo là khác nhau, và nó không cho các phân tử kháng thể đi qua các chị ha. Còn cái ý thứ hai trên slide này tôi có đề cập đó chính là vai trò của sữa đầu, và chắc chắn rằng sữa đầu cực kỳ quan trọng với heo con. Người ta có những cái thí nghiệm đo lường thế này các anh chị ha. Người ta tính là kể từ lúc con heo con đầu tiên sinh ra đời và sau 6 tiếng kể từ lúc heo con đầu tiên sinh ra đời, thì cái hàm lượng kháng thể mẹ truyền thông qua sữa đầu bắt đầu nó giảm, và nó giảm dần cho đến 18-24 tiếng, hoặc là tiếng đồng hồ, hoặc là có tài liệu nó 36, nhưng mà thường là 18-24 tiếng. Và như vậy các anh chị thấy là khi ta cho những con heo mà bú càng trễ, hoặc là những cái trường hợp heo đẻ khó chẳng hạn, mà nó qua khỏi cái giai đoạn mà quan trọng đó 6 cái giờ đầu tiên đó, thì các anh chị thấy là cái hàm lượng kháng thể trên mỗi một con heo con trong cùng một ổ đẻ là có thể là nó khác nhau. Và các anh chị thấy heo nó có một cái đặc điểm nữa là nó bú thì nó lựa vú, nó bú xong rồi thì nó sẽ bú cố định ở cái vú đấy. Cho nên và những cái vú mà càng ở trên đó, thì các anh chị thấy là nó sẽ khác với cái vú ở phần phía dưới. Và như vậy thì cái điều đó cũng sẽ ảnh hưởng luôn cả cái hàm lượng kháng thể trong cái sữa đầu và kể cái giai đoạn sau. Đó. Cho nên cái sự truyền miễn dịch này từ mẹ sang con nó có ý nghĩa rất là lớn khi chúng ta đánh giá được cái gọi là hiệu quả của cái chương trình phòng bệnh. Và cái quan trọng thứ hai nữa đó chính là cái thời điểm chúng ta quyết định cái việc chủng ngừa vaccine để nó vượt qua được cái cửa sổ miễn dịch đó, nó có giá trị như vậy. Và như vậy thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một vài cái thông tin kế tiếp, sự truyền của cái miễn dịch qua tế bào qua sữa và qua cái sữa đầu như thế nào. Thế thì với con heo các anh chị, nó truyền được hai loại miễn dịch, đó là miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào. Miễn dịch tế bào đó chính là truyền các tế bào lympho, truyền các tế bào bạch cầu thông qua cái sữa đầu và sữa. Và người ta đã đo lường được là trên 1 ml sữa là 2,5 x 10 mũ 6 tế bào có trong 1 ml sữa. Và trong cái 2,5 x 10 mũ 6 tế bào trong 1 ml sữa đó, thì người ta thấy rằng có khoảng 10% đó chính là cái tế bào bạch cầu đó. Và như vậy thì cái tế bào lympho các anh chị, và trong cái 10% đó thì ta thấy rằng 70-90% đó chính là cái tế bào lympho T. Cho nên là người ta thấy rằng cái sự truyền cái miễn dịch tế bào trong sữa là rất có giá trị. Cho nên con heo con mà nó bú nhận được cái lượng tế bào đó, có nghĩa là cái vai trò phòng vệ nó sẽ tốt hơn. Rồi bên cạnh cái tế bào như vậy, miễn dịch qua trung gian tế bào như vậy, thì cái sự truyền của các phân tử kháng thể như thế nào, thì trên cái slide này tôi tập trung vào cái chỗ con heo. Các anh chị thấy đây, cái cattle, swine, horses. Cái swine này nó chính là con heo. Và các anh chị thấy cái số 0 này không? Đây, trên heo không thể truyền cái kháng thể thông qua cái nhau thai này via placenta. Đây, đấy. Và trong khi đó các anh chị thấy là trên con chó nha, được chú mở rộng chút xíu các anh chị coi nè, chó và mèo này các anh chị thấy cái dấu cộng dấu trừ này. Đây, cái khi mà tôi đọc thông tin tôi nói ủa sao chó lại cái cộng trừ, nhưng mà cộng làm sao mà trừ làm sao, rất hay các anh chị. Trên con chó nó chỉ cho khoảng 5-10% phân tử kháng thể có thể đi qua được, còn lại chó vẫn nhận cái kháng thể mẹ truyền chủ yếu thông qua sữa đầu và sữa các anh chị. Đây, các anh chị thấy rất là hay không? Và như vậy thì các anh chị thấy tiếp luôn cái từ này này, cái truyền mà via gut, gut đó chính là cái giữa ổ ruột. Như vậy là trên con, kể cả trên chó mèo các anh chị ha, kể cả dê cừu các anh chị ha, kể cả trâu bò các anh chị ha, kể cả ngựa, thì nhận chủ yếu vẫn là thông qua cái biểu mô ruột này thôi các anh chị. Và cái thời gian cut off tức là tối đa là 2 ngày đó, tức là 48 giờ. Nhưng mà
cao nhất vẫn là 18 đến 24 giờ, sau đó nó giảm dần dần từ đó là cut off là đúng lúc 2 ngày. Thì cái thông tin ở trên slide này rất là hay, trên cái bảng này rất là hay để chúng ta hiểu rõ hơn về cái sự truyền của cái kháng thể từ mẹ sang con đấy. Thì đó lý do tại sao mình cái phần đầu tôi có nói là không thể truyền qua cái nhau thai được là như vậy. Và khi nó truyền như vậy thì cái thành phần của nó sẽ như thế nào, thì các anh chị sẽ nhìn tiếp ở đây là ở trên heo nái đây, các anh chị thấy đây, đây colostrum đấy, thì cái IgA là truyền nó sẽ cao nhất từ 950 đến 1050 mg/dL, và các anh chị thấy cái IgM và kể cả IgG nó truyền qua trong cái sữa đầu khá là cao. Và khi nói đến cái sữa đầu và sữa này thì sẽ nhấn mạnh đến một cái loại lớp kháng thể, đó chính là cái lớp kháng thể IgA. Và các anh chị thấy cái lớp kháng thể IgA này trong sữa khá là cao, gì thấy không, 1000 nha, đây pit này, đây 1000 cái miligam trên decilit, và trong serum nó chỉ có 200 thôi, và trong sữa bình thường milk nó chỉ có 500 thôi. Cho nên đó lý do tại sao mà chúng ta cần phải cho heo con nó bú, làm sao đó cái lượng gọi là kháng thể mẹ truyền càng nhiều càng tốt đó, trong mấy cái tiếng đồng hồ đầu tiên đấy đó, để giúp cho cái lớp kháng thể IgA này nó bảo vệ được. Và như vậy thì cái sự hấp thụ sữa đầu này nó sẽ dựa trên cái cơ chế ẩm bào, sự chênh lệch nồng độ, và nó sẽ giúp cho các phân tử kháng thể IgM, IgA vượt qua được cái biểu mô. Và đặc biệt trong giai đoạn đầu đời đó, các cái enzyme tiêu biến protein ở biểu mô ruột nó chưa hình thành nhiều, và như vậy nó sẽ giúp cho các phân tử IgM và IgG gần như là đi qua biểu mô ruột và đi vào máu, và hàm lượng kháng thể trong heo con nó sẽ tăng lên rất là cao ở trong máu. Còn cái lớp kháng thể IgA thì nó lại không cho phụ huynh nằm ở trên cái biểu mô niêm mạc ruột, và nó giúp cho bảo vệ được những cái bệnh mà có thể xâm nhập qua cái biểu mô đường tiêu hóa. Đó là cái sự hấp thụ của sữa đầu. Liên quan đến cái việc hấp thụ sữa đầu này thì tôi lại muốn nhấn mạnh đến cái chuyện ô tô vaccine và vaccine. Và từ cái ô tô vaccine, vaccine này mới nói đến cái chuyện là cái miễn dịch bề mặt. Thế thì trong cái việc sử dụng cái ô tô vaccine và kể cả những vaccine sống nhiệt độc mà cung cấp qua cái đường uống, giống như nãy tôi có chia sẻ với các anh chị đó, nó cũng có giá trị nhất định để nó tạo ra các cái lớp kháng thể, đặc biệt là cái lớp kháng thể IgA ở trên bề mặt để việc bảo vệ được cái biểu mô. Và các anh chị thấy cái câu chuyện vaccine BD đó, thì một số trường hợp các cái trại nó xảy ra người ta vẫn dùng cái ô tô vaccine để giúp cho tạo ra được cái lớp kháng thể IgA bảo vệ được cái biểu mô niêm mạc của đường tiêu hóa. Vậy thì vai trò của miễn dịch niêm mạc, hay còn gọi là vai trò của biểu mô niêm mạc này, nó sẽ như thế nào? Đó chính là nó sẽ ngăn chặn lại sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh thông qua cái sự ngăn cản của cái các vi sinh vật ngoại lai ở cái biểu mô trên cái đường bề mặt, và sự hình thành lên các cái lớp kháng thể IgA tiết đặc hiệu trên cái biểu mô niêm mạc đường tiêu hóa hay đường hô hấp đó, thì nó sẽ giúp cho ngăn cản được cái sự xâm nhập của các vi sinh vật ngoại lai. Và khi nói đến cái miễn dịch bề mặt này thì chúng ta sẽ coi thử cái thành phần của miễn dịch bề mặt này sẽ gồm những cái lớp kháng thể nào. Thì cái hình này rất là hay các anh chị, ở đây người ta nói luôn cái có hai cái gọi cái key trong cái việc bảo vệ cái niêm mạc màng nhầy bề mặt đó, đó chính là key đầu tiên là lớp kháng thể IgA tiết. Các anh chị thấy từ S này, S này nó viết tắt từ secretory, là cái IgA tiết, và nó dạng là dimer, hai phân tử kháng thể, và nó loại thảm mầm bệnh. Nhưng nếu giả sử như mầm bệnh nó vượt qua được, các anh chị thấy từ mucus là nhầy nhớt đây đấy, và cái kháng thể IgA nó có mặt ở đây rồi, cái hệ thống lông rung, cái vi nhung mao ở đây đấy, và cả nó sẽ giúp cho bảo vệ loại thải cái mầm bệnh ra ngoài. Nhưng nếu giả sử nó đi vào bên trong thì lúc đó nó sẽ nhờ vào lớp kháng thể IgG. Còn IgE đó các anh chị, là trong cái miễn dịch dị ứng và ký sinh. Còn IgG nó sẽ giúp bảo vệ để loại thải mầm bệnh ra ngoài. Đó là hai cái cơ chế quan trọng để giúp cho con thú, con heo nó vượt qua được, gọi là chống lại được cái sự xâm nhập của mầm bệnh thông qua tế bào biểu mô đường tiêu hóa. Và đó chính là cái phân tử lớp kháng thể IgA này với dưới cái dạng là dimer. Và khi mà dưới cái dạng dimer, tức là hai cái phân tử kháng thể nó kết dính lại với nhau bằng cái chuỗi G đây các anh chị thấy á, và cái mảnh tiết này, và cái mảnh tiết này nó kết nối lại, là giúp cho và chuỗi G này nó giúp cho cái phân tử kháng thể bền chặt và không bị tiêu biến đi bởi các enzyme có mặt trên đường tiêu hóa. Đấy là cái cấu trúc đặc biệt của cái lớp phân tử IgA này. Và như vậy thì cái sự hình thành của cái miễn dịch bề mặt, cái lớp kháng thể IgA này, các anh chị thấy cái kháng nguyên nó thông qua các cái mảng lympho ở bề mặt, và khi đó nó sẽ đi vào các cái cơ quan lympho, và từ đó nó sẽ sản xuất ra các cái lớp kháng thể IgA này
và nó sẽ đi đến biểu mô ruột các chị ha, rồi đi đến cái đường tiêu hóa, đường hô hấp ha, rồi đi đến đường nhũ dục và kể cả đi đến cái sữa, tuyến sữa, để nó sẽ truyền qua cái sữa đầu và sữa và nó sẽ giúp cho con heo bảo vệ được cái mầm bệnh, chống lại sự xâm nhập ở ngoài. Ở đây tôi thông qua sơ đồ này tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị là nếu giả sử trên cái nền con heo, heo đái đó mà khi ta làm ô tô vaccine này nó có cái giá trị, ví dụ như là hay là mình cấp cái vaccine sống diệt độc, nó sẽ có cái giá trị là cung cấp được cái kháng thể IgA thông qua cái sữa đầu và sữa, nhưng đồng thời nó cũng bảo vệ chính con heo đó, đó chính là cái đường biểu diễn, cái đường lên trên biểu mô ruột này các anh chị, tức là nó cũng sẽ tạo ra những cái lớp kháng thể IgA bảo vệ chính nó, thì cái giá trị là như vậy. Với cái vai trò của lớp phân tử kháng thể IgA này thì có một cái điều duy nhất mà các anh chị sẽ thấy đó là nó bảo vệ được luôn cả ở bên ngoài cái gọi là tế ngoài tế bào biểu mô. Các anh chị thấy ở cái đường biểu diễn đây đang có cái chấm đỏ đỏ này, tôi đang di chuyển các anh chị ha. Khi hiểu về miễn dịch hay lắm các anh chị. Ở đây á, khi ta học kháng thể ngày xưa mà nhiều anh em bác sĩ thú y học thì mình nói là nói chung về phân tử kháng thể thôi, nhưng mà trên cái hình này các anh chị sẽ thấy này, cái IgA này người ta dùng từ unique là độc nhất luôn các anh chị, là tác động được ở ba vị trí luôn. Cái lớp kháng thể IgA này nó có thể tác động ở bên ngoài biểu mô này, có nghĩa là nếu giả sử ở đây tôi thấy có những cái con virus PD nằm ở đây đúng không ạ, tôi lấy ví dụ như thế ha, thì cái lớp phân tử kháng thể IgA tiết này nó sẽ tiêu diệt được từ ở bên ngoài này luôn. Nhưng nếu giả sử như con virus PD nè nó xâm nhập vô được tế bào biểu mô này, biểu mô ruột, tại PD là virus ký sinh nội bào vô này, thì phân tử lớp cái phân gọi là phân tử IgA này nó cũng sẽ tiêu diệt loại thải được ra ngoài. Rồi nếu giả sử con virus PD nó vô được bên trong luôn thì ngay chỗ này các anh chị cũng sẽ thấy là cái IgA nó cũng sẽ tác động được và nó loại thải ra khỏi cái tế bào biểu mô. Và đấy là cái giá trị mà tại sao trong bài này tôi vẫn muốn dành vài cái slide để nói về cái miễn dịch bề mặt, nó quan trọng lắm, và nó tạo ra được cái IgA. Và khi nó tạo ra được cái IgA này thì cái giá trị của nó sẽ giúp cho con heo chống lại được sự xâm nhập của bệnh một cách tốt. Đây là giá trị của nó. Như vậy tôi dùng sơ đồ này để tôi tóm lược lại toàn bộ cái phần miễn dịch vừa rồi tôi nói, đó chính là miễn dịch bẩm sinh cái gì ha, với sự tham gia của các hàng rào vật lý nó sẽ bảo vệ lông da bề mặt ha, rồi các cái hệ thống mà bảo vệ hóa học chemical này chính là các cái pH lipid enzyme, rồi các cái tế bào giống như nãy tôi chia sẻ các chị tác bào bạch cầu mono maro, cái đại thực bào, kể cả cái eosinophil, đó chính là cái miễn dịch của dị ứng bệnh ký sinh. Thì như vậy đây là cái hàng rào miễn dịch bẩm sinh đấy. Rồi bên cạnh đó thì cái hàng rào miễn dịch thu được acquired immunity này nó bao gồm cái miễn dịch dịch thể là humoral này và tức là ở đây là cái humoral là cái miễn dịch này là miễn dịch dịch thể, và bên này là cell mediated là miễn dịch qua trung gian tế bào. À, cả T và B nó sẽ hỗ trợ với nhau trong cái việc hình thành cái miễn dịch, sơ đồ này nó bị nhầm chút xíu, nhưng mà các anh chị thấy chỗ này sẽ là chữ T và nó sẽ liên quan đến cái miễn dịch qua trung gian tế bào và nó sẽ giúp cho cơ thể con thú bảo vệ được, và cái sơ đồ này nó nói lên được cái bức tranh tổng thể về hệ thống miễn dịch của con heo. Và như vậy qua đến cái phần cuối cùng, làm sao để tối ưu hóa được cái miễn dịch này, đó chính là chúng ta phải tăng cường cái sức đề kháng con heo bằng cách khóa các yếu tố mà có nguy cơ gây suy giảm đến miễn dịch. Và trên cái sơ đồ này các anh chị thấy, ví dụ đây những yếu tố cơ đây, các anh chị thấy dinh dưỡng kém cũng là yếu tố nguy cơ, hoặc là các anh chị thấy là cái đáp ứng nội sinh của con heo miễn dịch kém cũng là yếu tố nguy cơ, và số trường hợp nó làm suy giảm miễn dịch là yếu tố nguy cơ. Rồi cái tình trạng sức khỏe kém, quản lý kém, kể cả cái áp lực mầm bệnh ở ngoài môi trường cao, và kể cả cái môi trường mà nhiệt độ ẩm độ không khí vân, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe heo, và tất cả những yếu tố này là gọi là yếu tố nguy cơ đến đáp ứng miễn dịch heo hết. Và như vậy chúng ta phải khóa cái yếu tố nguy cơ này. Có một cái hình nó cụ thể hơn, các anh chị thấy ở trên cái nhóm heo đái đây, người ta cho là một số yếu tố nguy cơ có ảnh hưởng, bao gồm đây, kể cả cái chương trình của vaccine ta phải kiểm soát, tại nếu không kiểm soát tốt cũng sẽ là yếu tố nguy cơ dịch bệnh, kể cả dinh dưỡng, kể cả tuổi tác, kể cả môi trường, các anh chị thấy không ạ? Đấy. Rồi với con heo con, những yếu tố nguy cơ gọi là có ảnh hưởng đến là gì? Nếu cái chương trình chủng ngừa vaccine chúng ta làm không đúng, nếu dinh dưỡng chúng ta không kiểm soát tốt, nếu như cái lứa tuổi mà liên quan đến cái việc mà chủng ngừa chúng ta không có điều chỉnh cho phù hợp với áp lực vận hành bên ngoài môi trường, thì như vậy cũng sẽ là yếu tố nguy cơ. Rồi chúng ta sẽ thấy yếu tố môi trường bao gồm các yếu tố stress, thì tất cả yếu tố này gọi là yếu tố nguy cơ hết. Cho nên tối ưu hóa miễn dịch là chúng ta phải tối ưu hóa cái điều kiện chuẩn tốt nhất có thể để giúp cho con heo nó
sống trong một cái môi trường mà cái môi trường đó nó cảm thấy rất là yên bình và nó cảm thấy hạnh phúc, nó cảm thấy thoải mái. Đó chính là cái thông điệp chung mà tôi muốn nhấn mạnh đến. Vậy thì giờ tôi mới thể hiện hóa, gọi là cụ thể hóa để các anh chị thấy rõ này. Suy giảm miễn dịch đó chính là cái gì? Đó là một cái hội chứng, không phải là bệnh đâu các anh chị. Nó không có dấu hiệu đặc trưng của cái gọi là của hội chứng này, nhưng mà chắc chắn một cái chuyện rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống miễn dịch của cơ thể, bao gồm luôn cả miễn dịch tự nhiên và cái miễn dịch thu được. Và những cái yếu tố mà có liên quan đến suy giảm miễn dịch như tôi đã đề cập ở trên, bao gồm cả môi trường, dinh dưỡng, mầm bệnh, vật chủ, kể cả yếu tố stress ở lứa tuổi như tôi vừa phân tích ở trên rất rõ, để các anh chị thấy là tối ưu hóa miễn dịch đó chính là tối ưu hóa các yếu tố này. Đấy, kể cả các anh chị thấy trong cái dinh dưỡng, nếu giả sử mình cái khẩu phần rất đầy đủ rồi nhưng mà cái chất lượng thì đó là một yếu tố ảnh hưởng. Hoặc khi cả cái dinh dưỡng mình cực kỳ tốt rồi nhưng ta bảo quản không tốt và nó làm cho độc tố nấm phát triển, thì như vậy là có ảnh hưởng đến cái suy giảm dịch. Ví dụ như thế, thì đây là những cái yếu tố mà nó liên quan chúng ta cần phải lưu ý. Và như vậy tôi đưa một vài cái ví dụ để các anh chị thấy stress liên quan đến cái miễn dịch như thế nào. Các anh chị thấy đây, khi stress xảy ra thì nó sẽ có nhiều corticoid này, và chính có corticoid này nó sẽ làm ức chế cái hệ thống miễn dịch. Đây, cho nên ta phải hạn chế stress. Và có hai slide để các chị thấy stress ảnh hưởng như thế nào nha. Ở đây là các loại hình stress khác nhau. Ta liệt kê stress lúc cai sữa ai cũng biết. Cái tương tác giữa lúc mà nhập đàn rồi đàn nó đông quá và vòng di chuyển, rồi kể cái việc thay thức ăn, đồ ánh sáng vân, thì tất cả những yếu tố này gọi là yếu tố stress hết. Thế nhưng mà stress ảnh hưởng miễn dịch như thế nào? Slide này các chị thấy rất cụ thể luôn các chị. Này, nếu như mà nó lạnh quá trong vòng ở cái nhiệt độ 10 độ C thôi mà nó kéo dài 2 tiếng rưỡi thôi, mà đây cái lứa tuổi heo nó ảnh hưởng đây, và như vậy thì các anh chị sẽ thấy hậu quả là IgG ở trong máu nó sẽ thấp do bởi yếu tố stress. Các anh chị thấy rất rõ đây. Hoặc là các anh chị thấy stress nhiệt này, các anh chị stress nhiệt người ta đo lường luôn nha. Các anh chị thấy đây, trên cái nhóm heo đây, nhóm heo đây ha, cái tuổi heo đây là giả sử tôi nói 12 tuần đây, heo đây 12 tuần này đây, và các anh chị thấy hàm lượng IgG này đấy, nó cũng sẽ thay đổi. Các anh chị thấy nó khác nhau, tại vì trong cái lớp IgG này nó sẽ chia ra nhiều cái loại IgG khác nhau, và có những cái lớp IgG nó sẽ ảnh hưởng đến cái hàm lượng kháng thể của nó. Rồi kể cả các anh chị thấy trong cái trường hợp mà cái lạnh ở trên này đây, trong cái giai đoạn đầu đây, heat này, cold này, transportation này, và trên heo số lần tuổi này, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái lớp kháng thể IgG này. Cho nên nó sẽ tùy theo từng cái yếu tố stress mà cái sự thay đổi của các yếu tố miễn dịch này nó cũng sẽ thay đổi theo. Hoặc là cái yếu tố liên quan đến dinh dưỡng miễn dịch, thì nếu như mà trong thức ăn có những cái độc tố, giả sử trên cái hình này người ta cho cái fumonisin B1 đây, và chắc chắn rằng nó sẽ làm cho giảm cái việc hóa tế bào lympho và thay đổi gọi là mất cân bằng cái TH1-2 nãy tôi có đang đổ ảnh đến cái sự sản xuất kháng thể nó cũng sẽ thay đổi, và hiệu quả vaccine nó cũng sẽ thay đổi. Đấy, do tác động của độc tố ta cũng không phải cần phải kiểm soát. Kể cả chương trình chủng ngừa vaccine, đấy, vaccine thì tốt thôi, liều dùng tất cả mọi thứ ta tốt, nhưng mà chúng ta cần nhắc lại xem thử là cái chương trình chủng ngừa vaccine nó hợp lý chưa, miễn dịch trên toàn đàn nó như thế nào, và cái thời gian chủng giữa các lần tiêm vaccine nó có bị chi phối bởi các mầm bệnh hay không, đường cấp, hoặc là trong một số trường hợp cái sự thất bại do cái việc chủng ngừa là do cái cách tiêm chích vaccine nó cũng sẽ ảnh hưởng đến, chúng ta phải cần lưu ý. Và kể cả luôn ở ngoài môi trường nó có quá nhiều cái tác nhân truyền nhiễm và nó làm cho ảnh hưởng luôn cả cái miễn dịch bẩm sinh và cái miễn dịch thu được, ta cũng cần lưu ý. Và nguyên tắc chung hiện nay để đánh giá cái suy giảm miễn dịch thì tụi tôi dựa trên hai cái nhóm chính, đó là cái lâm sàng và cái nhóm ở trong điều kiện phòng thí nghiệm. Và tất cả những cái kỹ thuật trong phòng thí nghiệm hiện nay á thì gần như là làm được hết, nhưng có điều á là tùy theo cái điều kiện thực tế mà lúc đó sẽ quyết định là nên làm cái gì cho nó phù hợp. Chứ còn đánh giá suy giảm miễn dịch hiện nay là ở Việt Nam mình là kiểm soát tốt thông qua cái kỹ thuật trong phòng thí nghiệm. Và như vậy thì để tối ưu hóa các cái yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến miễn dịch thì chúng ta phải khóa các yếu tố nguy cơ đó bằng cách là chúng ta phải giảm cái sự hiện diện của các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là các cái tác nhân gây suy giảm miễn dịch. Rồi cái điểm thứ hai đó chính là chúng ta tăng cường cái chất lượng con giống. Tăng cường này tức là tăng cường cái khả năng đáp ứng miễn dịch, làm sao để duy trì được cái năng suất tối ưu. Và cái thứ ba nữa là những cái miễn dịch đặc hiệu chúng ta phải tăng cường. Và cái thứ tư là ta hạn chế viêm, tức là đừng có để trên cái đàn heo của chúng ta mà nó bị
chi phối bởi nhiều yếu tố, đặc biệt các cái mầm bệnh thực vật nó gây viêm, nó dẫn phụ của các cytokine, và ta phải kiểm soát tốt các yếu tố này. Khi ta kiểm soát tốt như vậy thì nó sẽ hạn chế bớt các yếu tố đến hệ thống miễn dịch. Nhưng mà cái sự khó khăn trong việc kiểm soát tố trước yếu tố nào sau, mà trong cái điều kiện của chúng ta nó có thể, chúng ta phải làm sao kiểm soát được hết tất cả những yếu tố nguy cơ có thể. Dĩ nhiên là trong phân loại thì mình cũng sẽ biết được là cái nào ta nên ưu tiên, nhưng mà trong cái điều kiện thực tế, những cái gì chúng ta có thể làm được tốt theo chúng ta thì ta phải nên làm. Đó, cái bài báo này, cái đồ của ông Gillespie này, ông người thằng học người Mỹ và rất là hay, ông rất là nhiều kinh nghiệm, và ông đưa ra cái sơ đồ này và tôi thấy rất là lý thú. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị thấy cái con virus BRS ở đây thì ai cũng biết hết á, một mình nó là đã mệt mỏi rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng sẽ tùy theo nhiều yếu tố, cái điều kiện thực tế. Nhưng mà các anh chị thấy rằng là nó sẽ còn sự ảnh hưởng của các tương tác khác, nó làm cho cái bệnh cảnh lâm sàng của BRS nó sẽ khác nhau các anh chị. Và ông đặt cái bức tranh, các anh chị thấy cái BRS là trung tâm, nhưng mà xung quanh nó các yếu tố, ví dụ như quy mô đàn, phương thức nuôi, môi trường, an toàn sinh học, di truyền, dinh dưỡng, vân vân, tất cả những yếu tố này nó cùng tương tác với lại cái BRS, và nó mới làm cho cái sức đề kháng, hay còn gọi là cái miễn dịch chung của con heo nó bị suy giảm. Cộng vào cái áp lực mầm bệnh ở ngoài môi trường, sự đồng nhiễm các mầm bệnh khác và sự biến đổi của virus tai xanh, nó làm cho cái bệnh cảnh lâm sàng của BRS nó rất là khác nhau. Cho nên ông muốn gửi đến một cái thông điệp rằng là các cái bệnh truyền nhiễm thì đương nhiên rồi, nó có cái công cụ là vai trò của vaccine, nhưng mà nếu như chỉ có vaccine không chưa đủ, mà nó còn phải kiểm soát tất cả những yếu tố rồi là nguy cơ khác ở xung quanh nó, và lúc đó nó mới giúp cho cái việc kiểm soát, cái gọi là cái nâng cái sức đề kháng của con heo lên, kiểm soát được các yếu tố suy giảm miễn dịch, và nó giúp cho cái sức khỏe của đàn heo tốt hơn. Thì đấy là những cái điểm mà rất là hay khi mà tóm lược bằng cái sơ đồ này để cho thấy một bức tranh chung trong cái việc tô hóa cái hệ thống miễn dịch ở trên con heo. Và như vậy cái slide cuối cùng để kết luận vấn đề, nó chính là cái hệ thống miễn dịch nó bảo vệ, nó chống lại sự xâm nhập của cái mầm bệnh bằng rất nhiều cơ chế, giống nãy giờ tôi đã chia sẻ với anh chị, và rất là cần thiết trong cái đời sống của con heo nói riêng và động vật nói chung. Và khi ta hiểu được các cái yếu tố nguy cơ miễn dịch thì lúc đó chúng ta sẽ tối ưu hóa được, loại trừ các yếu tố nguy cơ để tối ưu hóa được cái miễn dịch con heo, và từ đó nó sẽ giúp cho cái sức khỏe đàn nó sẽ tốt hơn và giúp cho heo nó sẽ kháng bệnh tốt hơn. Và đương nhiên cái hậu gọi là cái hiệu quả cuối cùng đó chính là cái tăng trưởng tốt, và nó sẽ đem đến cái lợi nhuận cho người chăn nuôi. Và rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cái bài trình bày của tôi. Mong rằng là các anh chị sẽ học được đâu đó, tìm được đâu đó những cái thông tin cần thiết ạ. Xin cảm ơn. Mình nói đi. Xin cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thức Toàn đến từ Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Kế đến là phần thảo luận hỏi và đáp, thì ở đây là có 10 câu hỏi, thì thầy Nguyễn Tất Toàn sẽ chọn lần lượt những câu hỏi để trả lời, và sau cái phần trao phần thảo luận câu hỏi và đáp này thì thầy sẽ chọn ra 3 câu hỏi mà thầy tâm đắc nhất để trao 3 phần quà cho quý anh chị. Mong quý anh chị nào có câu hỏi vẫn tiếp tục cứ đặt câu hỏi vào bên mình sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của quý anh chị. Bây giờ là phần thảo luận hỏi và đáp, thì mời thầy Toàn. Hiện câu hỏi. Bây giờ ha, để mình mọi người chịu khó đợi một chút, mình view hết từ trên xuống dưới. Dĩ nhiên mình sẽ cố gắng trả lời. Còn những cái câu hỏi nào các anh chị cứ thoải mái đặt câu hỏi, tôi sẽ đặt áp lực cho đồng chí Trung này. Tức là lúc đó thì bên công ty cũng sẽ hệ thống lại hết và tôi sẽ trả lời các anh chị qua đường email. Dĩ nhiên là tôi sẽ xem lại các phần trả lời đó và thỏa mãn được cái mong muốn của anh chị. Vì sự chia sẻ của tôi là lúc nào cũng sẵn sàng để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề nha. Cho nên các anh chị yên tâm. Đấy, chỉ có tiếng cái là cái thời gian không đủ có thể mà trả lời trực tiếp thôi, nhưng mà lúc đó sẽ trả lời qua bằng cái email gì đó hay cái gì ha. Giờ tôi có mấy câu hỏi tôi đọc hết từ trên xuống dưới để ta thấy được vấn đề, sau đó chúng ta sẽ nghe lần được từng cái giải đáp của tôi. Làm sao để biết được khi nào xài vaccine sống và ngược lại? Thưa thầy, cảm ơn, câu hỏi cũng rất là hay ha. Sự tiêm ngừa, nếu mà hiệu giá kháng thể thấp thì nguyên nhân chính và giải pháp
nó cũng liên quan đến cái phần này mới vừa trình bày xong đấy. Có thể phân biệt được các loại cytokine của miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thu được không ạ? Và làm sao để tránh bão cytokine? Cũng hay, câu hỏi rất là hay liên quan đến COVID-19 là đang là bão cytokine đấy. Rồi một số loại IgG, IgM, IgA từ lòng đỏ trứng gà, các ông sản phẩm thì theo thầy có hiệu quả hay không? Câu hỏi rất thực tế luôn, và hấp thụ như thế nào, mình có thể đo lường được ra làm sao, đánh giá như thế nào? Anh em mình hỏi rất là thực tế và cũng rất chuyên sâu nữa. Trong trường hợp mà heo con mất mẹ thì sẽ không có sữa đầu, thì việc ghép bài có ảnh hưởng hay không? Câu hỏi rất thực tế luôn. Cũng như là lượng kháng thể như thế nào ha? Rồi nếu không đủ thì nó ghép bài, thì mình có cách nào để tăng cái hệ miễn dịch cho heo con mới sinh hay không? Có biện pháp can thiệp gì không? Câu hỏi rất hay luôn. Rồi thưa thầy, cho em hỏi là làm sao để nhận diện được các cái thời điểm miễn dịch tế bào, cái màu xanh trong cái hình tôi nhớ rồi, và như vậy để làm sao bảo vệ được nó, đúng không ạ? Rồi khi nhận biết thì thời điểm này chúng ta có biện pháp gì để bảo vệ được hay không? Anh em mình tập trung bài rất là kỹ lưỡng luôn, hay quá. Thưa thầy, cho em hỏi là cái khe giữa các tế bào nội mạc mà bạch cầu thoát ra đó, bởi các lực liên kết và bản chất của nó có giống như cái thai trong sinh, đúng rồi, liên kết tế bào biểu mô ruột không? Chính xác luôn, dùng được cái thai trong sinh này là cũng chứng tỏ là dân trình độ rồi đây nha. Rồi thầy vui lòng cho em biết là thêm được protein kháng thể trong miễn dịch bẩm sinh. Em cảm ơn, rất là quan tâm nha. Đó, rất nhiều loại protein, đúng rồi. Khi chủng ngừa cho heo, ta cần chú ý những điều gì để đảm bảo hệ thống miễn dịch tốt nhất? Câu này là mới vừa trình bày xong mà khóa chốt các yếu tố nguy cơ đấy. Rồi cho em hỏi trước là trước khi làm vaccine thì mình nên hỗ trợ heo bằng những biện pháp nào có đáp ứng dịch tương đối đồng đều không ạ? Hay thực tế luôn. Heo mẹ cung cấp dinh dưỡng cho heo con qua đường máu, và tại sao không truyền phân tử kháng thể? Đó chính là cấu trúc đấy, cấu trúc phân tử kháng thể. Rồi chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn. Hiện tại chúng ta có thể hỗ trợ heo tăng cường hệ thống miễn dịch bằng những sản phẩm bổ sung nào? Chút nữa tôi sẽ nói nguyên tắc chung, còn cái sản phẩm thị trường thì anh em mình tự tìm. Kháng thể trung hòa bao gồm những loại kháng thể cụ thể nào thưa thầy? Và đàn heo tiêm vaccine dịch tả heo ECSF là những heo cổ điển, thì khi kiểm tra kháng thể miễn dịch thấp thì liệu có khả năng bảo hộ không? Tất cả những câu hỏi rất hay luôn, cái này là chắc chắn là bên công ty sẽ phúc đáp bằng văn bản luôn. Chắc chắn là như vậy, nhưng mà giờ trước mắt ha, mình nhìn ưu tiên 14 con này trước nha. Mình sẽ nói những điểm chính, tức là trả cái lời câu hỏi nào là bấm vô thôi, còn chọn là tính sau nha. Tại vì nó có 3 phần quà cho nên chút nữa tôi phải cân nhắc. Rồi đầu tiên là làm sao để biết khi nào, câu đầu tiên answer line cũng rồi theo ban tổ chức. Làm sao để biết khi nào cần xài vaccine sống và ngược lại thưa thầy? Cảm ơn. Giờ mình nói nguyên tắc chung nha. Hiện nay tất cả các chương trình chủng ngừa vaccine trước khi mà khuyến cáo nên xài như thế nào, thời gian nào, loại nào, làm sao, thì cái nguyên tắc gần như bất di bất dịch phải làm đó chính là phải đánh giá tình trạng của đàn. Và đánh giá tình trạng của đàn nó sẽ bao gồm là đánh giá cái tình trạng đáp ứng miễn dịch và kể cả sự tồn tại của các mầm bệnh ở ngoài môi trường, kể cả trên con thú. Lúc đó mới quyết định là chương trình chủng ngừa vaccine như thế nào. Đó là nguyên tắc chung từ trước đến giờ là như thế. Nhưng mà tiếc thay làm sao, trong điều kiện thực tế thì không phải trại nào cũng làm được như vậy. Cho nên á, người ta xài cái vaccine sống, vaccine chết, người ta dựa vào gì, kinh nghiệm trước đó, hoặc là anh em đồng nghiệp, kỹ thuật vân vân chia sẻ để người ta quyết định là nên như thế nào. Thế nhưng mà nó sẽ liên quan đến những nguyên tắc chung như thế này. Có lẽ là sẽ có dịp công ty này tổ chức sẽ có báo cáo vaccine chăng, tại mình có nguyên một cái bài vaccine nó sẽ khác. Tôi sẽ nói về ưu điểm của vaccine sống là gì và ưu điểm của vaccine chết là gì vân vân. Nhưng mà cái lợi điểm lớn nhất của cái vaccine sống á, là mấy biết mà, xin lỗi là mấy bạn biết như thế nào không? Khi mà tiêm cái vaccine sống, đặc biệt là vaccine gọi là vaccine sống diệt độc mà do virus nữa, thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ tạo ra cả miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào, trong cái bài nãy tôi vừa nói. Còn trong khi đó vaccine chết á, thì lại không tạo ra được miễn dịch qua trung gian tế bào, hoặc là rất là thấp. Cho nên, và hồi nãy tôi có nói luôn rồi, miễn dịch dịch thể tôi ví như cánh tay phải, miễn dịch qua trung gian tế bào tôi ví như cánh tay trái, mà cả hai cánh tay này đều bắt giữ mầm bệnh, thì cái miễn dịch của vaccine chết nó lại không kích hoạt được, không tạo ra được cái miễn bảo vệ qua cái miễn dịch qua trung gian tế bào. Cho nên đó là cái nhược điểm của nó. Và chính vì lý do đó cho nên khi mà những cái vùng áp lực cao như vậy á, thì thường người ta sẽ sử dụng vaccine sống đấy, để làm gì? Để khi mà nó tiêm vào, nó sẽ tạo ra được cái miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào luôn, và nó bảo vệ được tức thì,
Dĩ nhiên nó sẽ dựa trên sức đề kháng của con thú, nãy giờ đã chia sẻ rồi, và kể cả miễn dịch bẩm sinh nãy là chia sẻ rồi. Còn ngược lại, các anh chị em mình sẽ thấy vaccine chết người ta chỉ dùng ở những vùng an toàn dịch. Đây là vùng đó là tại vì con virus vaccine nó chết rồi, tôi nói ví dụ như thế ha. Và như vậy vô cái vùng mà an toàn dịch mà ta tiêm vaccine sống nữa thì lại gọi là tăng cái nguy cơ cho cái vùng ngoài an toàn dịch đó, tại vì trong một số trường hợp nó có thể hoàn nguyên độc lực nếu như một số yếu tố ABCF nào đó. Đấy, cho nên là nó sẽ tùy theo cái vùng dịch tễ mà lúc đó mình sẽ quyết định là nên như thế nào, và kể cả cái điều kiện thực tế ở trại đó nên như thế nào, kể cả các cái gọi là đáp ứng miễn dịch thực thể ở trên cái đàn đó như thế nào, để từ đó ta sẽ quyết định là nên sử dụng cái loại vaccine nào cho phù hợp. Thì đấy là những nguyên tắc chung tôi xin trao đổi như vậy ha. Còn có cơ hội thì mình sẽ nói bạn Dũng, bạn Sĩ Trung này sẽ gọi là chia sẻ thêm qua cái kênh email hay là văn bản ha. Tại mình còn nhiều câu hỏi thì không thể nói chi tiết hơn được nữa. Thì nói nguyên tắc chung như thế. Rồi, câu số 2 sẽ trả lời tiếp nha. Sau khi tiêm ngừa, nếu hiệu giá kháng thể thấp thì nguyên nhân chính và giải pháp là gì? Ôi, sự thất bại của chương trình chủng ngừa vaccine nó rất là nhiều yếu tố luôn. Nhưng mà tôi sẽ chia ra mấy nhóm chính. Nhóm đầu tiên là chính là trên vật chủ. À, mà vật chủ á, tôi nói ví dụ nha, hồi nãy có nói là suy giảm miễn dịch. Thí dụ như thế, những yếu tố mà gây suy giảm miễn dịch đó, ABCF nãy có liệt kê rồi. À, có thể. Nhóm thứ hai đó, nhóm chính là cái kỹ thuật tiêm phòng. À, như vậy là mình sẽ chắc lại hết luôn, bao gồm từ cái giai đoạn mà bảo quản vaccine đi mua về, bản chất là vaccine sống thì bảo quản làm sao, vaccine chết thì bảo quản làm sao. Tôi nói ví dụ thôi nha, ví dụ như cái chai vaccine chết lấy từ trong tủ lạnh ra mà tìm một cái biết chuyện gì xảy ra liền, thí dụ vậy. Còn ngược lại vaccine sống mà bảo quản ở điều kiện môi trường thì virus vaccine nó chết hết làm sao. Cho nên là các anh chị đơn giản như vậy thôi. Hoặc là cái khoảng thời gian mà để tiêm vaccine cũng là một câu chuyện nữa. Người ta nói ví dụ như là cái vaccine sống tiêm tối đa trong 2 tiếng đồng hồ, nhưng tiêm xong càng sớm càng tốt, ví dụ như thế, đúng không ạ? Và tiêm xong rồi thì cái chai tiêm xong rồi vaccine, cái lọ vaccine mà tiêm xong rồi ta phải xử lý như thế nào để tránh cái sự gọi là cái ảnh hưởng ra môi trường, thí dụ như thế. Như vậy là đó, những cái kỹ thuật liên quan đến tiêm vaccine, đúng không? Rồi cái thứ ba, nhóm dinh dưỡng. Ôi, mình tiêm vaccine tốt cỡ nào, dinh dưỡng mình biết rằng công ty đó cũng rất thương hiệu đấy, nhưng mà về lại trại người ta bảo quản không tốt. Có nhiều lần tôi đi trại vô toàn mốc xanh mốc đỏ không à, thì đó là do kỹ thuật bảo quản chứ không phải là gì, là do cái dinh dưỡng nó tệ, thí dụ như thế. Rồi đến cái gì nữa, yếu tố môi trường. Ôi, tiêm đặc biệt những trại chăn nuôi gọi là trại hở đó, mưa gió thất thường vân vân, những yếu tố đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả của chương trình chủng ngừa vaccine. Rồi một cái điểm gì nữa, thực thể trên cái vaccine đó nữa. Đấy, rồi dịch tễ của cái vùng đó chúng ta lại không biết. Ví dụ chúng ta thấy rằng là thấy bình yên lắm, sóng gió bình không có gì hết á, nhưng mà một cái dịch gọi là cái FMD 10 cây số ở đâu xa đó, nó vẫn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái trại mà mình không biết, ví dụ như thế. Cho nên tất cả những yếu tố này nó đều có ảnh hưởng hết. Một cái điểm nữa cũng chia sẻ thêm là thường là khi ta tiêm ngừa vaccine xong để đánh giá hiệu quả thì nó sẽ thông qua hai cái nhóm tiêu chí, là lâm sàng, bệnh cảnh có xảy ra không, các triệu chứng ABCF, năng suất ảnh hưởng gì không. Năng suất bao gồm là năng suất sinh trưởng và năng suất sinh sản đó nha. Tại vì trên giống nái thì là sinh sản, còn trên nhóm thịt thì là sinh trưởng, ta phải theo dõi cái đó. Rồi đồng thời mình cũng phải kiểm tra cái kháng thể định kỳ, gọi là seroprofile đó, hồ sơ huyết thanh học, mình theo dõi các cái nhóm đó luôn. Thì qua một cái thời gian xong mình sẽ biết được là cái lý do thực tế nó nằm ở đâu. Đây, thì một số ý chính như vậy để tôi chia sẻ với bạn, rằng để bạn hiểu rằng là như vậy là nó có ảnh hưởng, và chúng ta phải cần có một cái gọi là cái phân tích bài bản sau khi chúng ta chủng ngừa vaccine. Tôi hy vọng qua các bài vaccine có cơ hội sẽ nói tiếp với các anh chị cái này. À, rồi, tiếp. À, có thể phân biệt các loại cytokine hay không? Thì ở đây á, và cái cytokine cũng dịch bẩm sinh mà miễn dịch thu được, chia sẻ thêm anh em mình thế này. Cytokine mà rất nhiều anh em hỏi mình, ố em mua các loại cytokine bên ngoài đó, về có thể là phòng được bệnh này bệnh kia hay không? Tại thị trường mình có, tôi biết luôn. Nhưng mà xin trả lời đó là miễn dịch không đặc hiệu. Đấy, cái khó là như thế. Còn mà để phân biệt được á, thì trong ở trường mình á, như thầy Đỗ Tiến Di mà làm về cái miễn dịch của bệnh tay xanh á, và trong nhóm nghiên cứu của tụi tôi á, là làm được, là tụi tôi sẽ đo lường các tế bào mà có khả năng sản xuất ra các loại cytokine đặc hiệu với cái mầm bệnh đó. Đấy,
thì trong điều kiện phòng thí nghiệm là có thể làm được, mà làm ở cái mức là đo lường các cái tế bào nha, chứ không phải là đo lường cái hàm lượng của các loại cytokine. Tại vì chung như vậy nó sẽ rất khó nhận diện khi ta lấy từ cái huyết thanh, nhưng mà về kỹ thuật trong phòng thí nghiệm có thể đo lường để nhận diện được các tế bào cytokine nào ứng với lại các cái mầm bệnh tương ứng nào, thì cái đó là trong điều kiện phòng thí nghiệm có thể làm được. Và làm sao để tránh cái bão cytokine, đó chính là đừng gây viêm quá mức. Tại vì khi có những cái viêm quá mức như vậy, nó làm cho cái hàm lượng cytokine này nó sẽ sản xuất ra rất là nhiều, và như vậy nó dẫn đến cái tác dụng phụ giống như hồi nãy tôi có nói. Và đấy là cái cơ chế chung, tôi hy vọng sẽ có dịp để sẽ nói tiếp trong cái bài vaccine. Và ví dụ tôi nói một ví dụ thôi, interleukin 10 trong cái trường hợp mà nhiễm BRS, các anh chị biết rồi đó, đó cũng là một cái dạng đó, tức là nó tăng quá mức và cái tác dụng phụ của cytokine của interleukin 10, và nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả của các cái chương trình đáp ứng miễn dịch. Cho nên là lý do tại sao mà ta phải làm sao đó nó giảm cái lượng hàm lượng interleukin 10 này để giúp cho cái suy giảm miễn dịch ở trên con heo nó sẽ giảm thiểu đến mức có thể. Cho nên là cytokine đó là hai mặt. À, thì đấy là cái điểm chính muốn trao đổi với anh em mình ha. Rồi câu hỏi kế tiếp, một số cái loại IG, IgG, IgM, IgA từ lòng đỏ trứng, thì tôi hỏi ý này, tôi hiểu ý này rồi, thì tôi nói mấy ý chính thế này nhé. Các bạn có biết là cái kháng thể lòng đỏ trứng là loại IG nào trong ba loại này không? G, M và A. Câu trả lời đó chính là IgG nha, chính là IgG. Và cái IgG như vậy bản chất nó là protein, cho nên khi mà cung cấp qua dưới dạng thức ăn, có nghĩa là cấp qua đường tiêu hóa đó, thì nó sẽ bị cái gì? Bị các enzyme có mặt trong đường tiêu hóa mà nó khó khả năng tiêu biến protein, nó sẽ tiêu biến đi. Cho nên anh em mình thấy là tại sao mà cái quy trình người ta cấp đó, người ta yêu cầu sao phải lặp lại là như vậy. Tại vì nếu cấp một lần thôi xong rồi á, nó tạo một cái hàng rào để nó bảo vệ trên bề mặt, nhưng đồng thời nó vẫn bị cái sự tiêu biến của các enzyme có mặt trong đường tiêu hóa tiêu biến. Cho nên là sau một thời gian cái nó hết. Như vậy nếu virus vẫn còn ở trong ruột, vậy còn có khả năng gây bệnh. Mà trong trường hợp đó, cái sự gây bệnh nó không phải là do cái kháng thể đó nó kém, mà do cái lượng nó không đủ nha. Cái này phải giải thích rõ như thế. Cho nên là người ta phải cung cấp thường xuyên, đặc biệt ở những cái vùng mà có áp lực cao. Và hiện nay trong điều kiện phòng thí nghiệm là người ta có thể đo lường được cái hàm lượng này. Cho nên là anh em mình hiểu nguyên tắc chung như vậy. Và sau khi dùng thì nó sẽ theo cái khuyến cáo và theo cái dịch tễ của từng cái mầm bệnh, và cái dịch tễ của cái vùng đó nó áp lực cao, nó thấp, thì lúc đó người ta sẽ quyết định là dùng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, thì tùy nha. Thì đấy là cái nguyên tắc chung là như thế. Thưa thầy, em xin bổ sung vào cái câu hỏi vừa rồi về cái kháng thể ở lòng đỏ trứng. Xin thầy cho em vài phút để em bổ sung. Thì ngày xưa thì người ta gọi cái kháng thể lòng đỏ trứng đó cũng là cái IgG. Tuy nhiên á, là sau này người ta đã phân biệt được giữa các lòng đỏ trứng, cái kháng thể lòng đỏ trứng và cái kháng thể IgG có ở trong máu và trong sữa mẹ nó khác nhau một chút xíu về cấu trúc, về hình thể, do đó người ta đã phân biệt nó ra và người ta gọi nó là IgY, tức là kháng thể, cái chữ Y có nghĩa là giót từ lòng đỏ trứng và là đặc hiệu. Và hiện tại bây giờ thì công nghệ sản xuất ra cái kháng thể từ lòng đỏ trứng này thì nó có hai công nghệ. Một là sẽ được tiêm truyền bằng những cái vaccine đơn giá, có nghĩa là họ sẽ tiêm truyền vaccine cho con gà theo từng dòng của cái mầm bệnh, như là họ dùng họ dùng kháng nguyên đơn giá để tiêm truyền cho con gà, sau đó họ cái trứng gà đó họ kiểm tra cái titer kháng thể. Và một cái dòng sản xuất thứ hai là họ dùng cái kháng nguyên đa giá, tức là họ dùng vaccine mà bao gồm rất là nhiều mầm bệnh, thì khi đó họ tạo ra cái kháng thể không đặc hiệu, tức là nó cũng sẽ có rất nhiều mầm bệnh ở trong đó nhưng mà không đặc hiệu. Thì cái việc sử dụng cái IgY ở trong cái lòng đỏ trứng để bổ sung cho heo con và heo mẹ hiện tại cũng đang được sử dụng rất là rộng rãi. Thì đơn vị sản xuất hiện tại nổi tiếng nhất thế giới đó chính là Gen Corporation ở Nhật, và hiện tại bây giờ đang được quản lý bởi EW Nutrition. EW Nutrition đã mua lại Gen Corporation, và đây là đơn vị sản xuất kháng thể được coi như là lớn nhất thế giới, vừa cung cấp cái kháng thể từ lòng đỏ trứng đó cho người và cung cấp kháng thể lòng đỏ trứng đó cho thú non như là heo con, heo nái hoặc là cho bê con. Và đặc biệt hiện tại bây giờ là EW Nutrition cũng đang hướng tới sản xuất một cái dòng kháng thể cho COVID-19. Và cái chương trình này đã bắt đầu vận hành được khoảng một quý rồi.
Và dự kiến là trong năm nay thì sẽ có kết quả về cái kháng thể của COVID-19 được sản xuất từ EW Nutrition. Và về chi tiết sâu xa hơn nữa, mình sẽ email trả lời cho bạn Tiên về cái cơ chế hoạt động của các IGY ở trong đường ruột của con thú non như thế nào và con heo nái như thế nào. Mình xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn Minh ha, bổ sung thêm. Tiếp theo cái câu hỏi là trong trường hợp mà heo con móc mẹ thì không có sữa đầu thì việc ghép bài có ảnh hưởng tới sữa đầu nhiều hay không, cũng như hàm lượng kháng thể chắc chắn rồi em, có ảnh hưởng chứ. Ngay kể cả trong cùng một cái chuồng đẻ đó, mọi thứ là đều như nhau hết, nhưng mà cơ địa của mỗi con khác nhau là cũng sẽ khác nhau chứ. Dĩ nhiên là khi mà chủng người vaccine người ta mong muốn là tìm sự đồng đều đó, hồi nãy tôi có chia sẻ cho anh em mình, nhưng mà mọi thứ là nó cũng sẽ tùy thuộc cái cơ địa. Và nhưng mà cái việc mà ghép bầy như này thì chắc là anh em mình cũng đã có cái ý rồi. Thực ra hiện nay á, là trong thực tế lâm sàng á, thì người ta vẫn có cái chuyện này xảy ra, nhưng mà về dịch bệnh hiện nay thì người ta rất là thận trọng. Do đó chỉ khi nào mà những cái đàn mà gọi là tương đối là ổn định về mặt sức khỏe và gọi là nguy cơ bệnh truyền nhiễm thấp á, thì ta mới áp dụng cái biện pháp này để gọi là đối đế. Chứ còn nếu nói đúng thì người ta hạn chế cái bầy lắm, tại vì nguy cơ lây lan giữa các cái ổ đẻ với nhau rất là cao, do đó là hạn chế tối đa nếu như mà áp lực mầm bệnh ở trại mình quá là cao. Còn đương nhiên là chuyển qua giữa các cái cá thể khác nhau thì chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng, thì ngắn gọn là như vậy nhá. Rồi, khe hở thì nãy tôi có nói trong khi tôi đọc câu hỏi, cái thai song sinh thì chắc chắn rồi, nó chính là các cái lực liên kết, nó có ba cái loại lực liên kết. Cái này trước. Và như vậy thì đặc biệt là độc tố nha bạn ha, anh Đào, tức là khi mà độc tố nó sẽ tác động đến cái lực liên kết này, và chắc chắn rằng nó sẽ làm cho cái lực liên kết này trở nên lỏng lẻo, và khi lỏng lẻo như vậy thì các bạch cầu nó sẽ thoát mạch. Tại vì hồi nãy các bạn xem cái hình đó, bạch cầu nó gắn bởi các receptor có mặt ở nội mạc mạch máu với lại các receptor có mặt trên tế bào bạch cầu, và nó làm cho hình dạng nó biến dạng, và khi nó biến dạng như vậy thì nó sẽ dễ dàng nó sẽ thoát qua được cái biểu mô này. Đấy, thì do cái lực liên kết nó trở nên lỏng lẻo và thậm chí nó phá vỡ luôn trong một số trường hợp, cho nên nó sẽ ảnh hưởng ha. Rồi, làm sao để nhận diện được cái thời điểm mà miễn dịch trung gian tế bào, rồi để chúng ta có thể bảo vệ. Thực ra thì hồi nãy cái hình nó đã thể hiện luôn câu trả lời này rồi đó, tức là ngay kể cả miễn dịch gọi là miễn dịch mà bẩm sinh á, thì nó luôn luôn là có sẵn ở trên mỗi con heo hết. Có điều là cái đáp ứng của nó là nó không đặc hiệu và nó thấp thôi. Chính vì lý do đó cho nên mới nhờ vào cái miễn dịch đặc hiệu, cụ thể là miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào. Và cái miễn dịch dịch thể thì chúng ta đo lường được bằng cái kháng thể rồi, đó chính là cái lớp kháng thể IgG. Thực ra nếu mà có điều kiện chuyên sâu nữa là người ta làm được IgM, tại IgM tuy cái hàm lượng nó thấp thôi nhưng mà nó đáp ứng đầu tiên, và đặc biệt những trường hợp nhiễm đó thì IgM nó sẽ xuất hiện đầu tiên, và nó dẫn đến cái hàm lượng cái IgM nó sẽ cao lên, sau đó thì IgM nó hạ xuống và IgG nó sẽ tăng lên, cho nên đo lường chủ yếu là IgG. Còn với cái miễn dịch qua trung gian tế bào này, nó sẽ tùy theo từng loại mầm bệnh và từng loại tế bào chúng ta sẽ đo được em nhé. Tại vì ở đây không nói chi tiết được, nhưng mà nó sẽ tùy theo từng loại bệnh và từng loại tế bào mà người ta sẽ quyết định là nên đo những loại tế bào nào liên quan đến cái miễn dịch của bệnh đó. Và như trong cái điều kiện phòng thí nghiệm ở Đại học Nông Lâm mà cái đợt vừa rồi có làm một số đề tài đó, là tụi tôi làm trên cái bệnh Tây Xanh luôn, và tụi tôi xác định luôn đo cái tế bào có tế bào lympho sản xuất ra interferon gamma và nhận diện một cái kỹ thuật rất là chuyên biệt. Và nhờ cái kỹ thuật này tụi tôi mới biết được là giữa cái lô có chủng ngừa vaccine và cái lô không chủng ngừa vaccine nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì đấy là cái kỹ thuật trong phòng thí nghiệm có khả năng làm được, chứ không phải là không nhé. Rồi, một câu hỏi nữa là cho biết thêm về protein kháng khuẩn trong cái miễn dịch bẩm sinh. Nó có nhiều loại lắm rồi, tôi không có nhớ được hết tên của các loại này, nhưng mà trên nguyên tắc chung như thế này, trên cái bề mặt biểu mô niêm mạc của đường tiêu hóa, kể cả đường hô hấp, nó có những cái protein kháng khuẩn. Và những cái loại protein kháng khuẩn này nó hoạt động giống theo như cái cơ chế của đề kháng, tức là ngăn cản cái sự phát triển của mầm bệnh có mặt trên cái bề mặt. Dĩ nhiên nó là miễn dịch không đặc hiệu, và như vậy cái protein này thì chúng ta phải làm sao đó giúp cho con heo nó có một sức khỏe tốt, và nó sẽ tăng cái hoạt tính, tức là tăng cái số lượng
của protein kháng khuẩn này, và nó sẽ giúp cho bảo vệ được trên cái biểu mô niêm mạc và nó hạn chế cái sự xâm nhập của mầm bệnh vào bên trong của cơ thể. Còn cái tên đó thì tôi sẽ chia sẻ với lại Trung để có thể gửi cho em. Nhưng mà tôi nhớ có một lần có một cái đơn vị cũng mời tôi đi phiên dịch, và họ dựa trên cái cơ chế protein kháng khuẩn này và sản xuất ra luôn được một cái sản phẩm có mặt trên thị trường để bổ, gọi là hỗ trợ cho con thú nó hạn chế cái sự xâm nhập của mầm bệnh. Thì tôi sẽ chia sẻ cái tên cụ thể cho Trung, sẽ gửi cho bạn nào đó hỏi con này nhé. Cho này là rồi. Khi chủng ngừa cho heo thì cần chú ý những điều kiện gì để đảm bảo miễn dịch tốt nhất? Thì cái câu trả lời là trong cái phần cuối của chương trình này có nói rồi, tức khóa chốt các yếu tố nguy cơ giúp cho bảo vệ heo nó có được cái sức đề kháng tốt, và như vậy thì nó sẽ đáp ứng được cái gọi là cái kháng nguyên có trong cái vaccine và chúng ta chủng ngừa. Nhưng mà ở đây cũng nói thêm một chút xíu vậy ha. Khi mà tôi đi tư vấn cho trang trại á, mọi người hỏi bây giờ môi trường ảnh hưởng như thế nào. Thực ra là tôi lấy một ví dụ thôi, nhiệt độ, ẩm độ hay tốc độ gió hay không khí, khí của chuồng nuôi vậy. NH3 là một ví dụ. Khi mà mọi người cứ tưởng tượng là nó với một cái hàm lượng mà nó cao như vậy, nó làm cho cái miễn dịch bẩm sinh, các hàng rào miễn dịch bẩm sinh bị ảnh hưởng hết. Và khi ảnh hưởng như vậy, chắc chắn là con heo nó sẽ mệt mỏi, mà mệt mỏi là yếu tố stress có liên quan rồi. Và yếu tố stress có liên quan, điều đó có nghĩa là corticoid có, và như vậy nó làm cho ức chế luôn cái hệ thống miễn dịch. Từ một cái yếu tố mình tưởng chừng rằng là nó rất là đơn giản, là chỉ là cái khí thôi. Đó, dĩ nhiên là mình nói rằng là khí cao, hàm lượng các khí nó cao, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ai cũng biết cái chuyện đó, nhưng mà liên quan đến cơ quan hệ thống miễn dịch thì bây giờ người ta ghi nhận rất rõ. Vì con thú không khỏe thì làm sao các tế bào miễn dịch nó hoạt động được tốt được. Thì như vậy, dù cho vaccine chúng ta làm đúng, chúng ta làm tốt, kỹ thuật ta tốt, nhưng mà rõ ràng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả của cái chương trình chủng ngừa vaccine. Một ví dụ như vậy thôi, để cho ta thấy rằng cái bức tranh về cái việc kiểm soát của mình thì chúng ta cũng cần lưu ý cái điểm này. Đấy. Rồi khi mà trước khi làm vaccine thì mình nên hỗ trợ heo bằng biện pháp gì? Thì hồi nãy giờ cũng đã trao đổi, đó chính là chúng ta tạo ra một cái môi trường tốt nhất cho heo. Nhưng mà có một cái vấn đề mà các trại hiện nay ta vẫn hay làm, đó là tăng cường cái miễn dịch không đặc hiệu, đó chính là sử dụng cái gì ta, vitamin C để mà tăng cường cái sức đề kháng lên, hoặc một số đơn vị người ta sử dụng beta-glucan C để giúp cho cái sức đề kháng của heo nó tốt hơn, hoặc là một số trường hợp, ví dụ tôi lấy ví dụ như là trong trường hợp chủng ngừa vaccine phải xanh chẳng hạn. Đấy, thì người ta cẩn trọng hơn, vì trong cái bài hôm nay có nói rồi, các yếu tố đồng nhiễm á, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả của cái chương trình chủng ngừa. Do đó người ta hay dùng cái kháng sinh, đấy, người ta chích hay là trộn trong thức ăn để mà giúp cho hạn chế các cái yếu tố đồng nhiễm, và nó sẽ tăng cái miễn dịch cho con heo tốt hơn. Ví dụ như vậy, thì trong chương trình chủng ngừa vaccine tay xanh người ta vẫn có những cái hỗ trợ như thế ha. Heo mẹ cung cấp dinh dưỡng theo con qua đường máu, tại sao mà kháng thể thì không truyền qua được, là do cái cấu trúc của phân tử kháng thể nha. Thì hồi nãy trong cái bài nó có một slide đó, cái sự khác nhau về cấu trúc, cho nên là nó sẽ không cho phân tử kháng thể đi qua, cấu trúc lớn nó không cho phân tử kháng thể đi qua. Và như vậy thì nó sẽ tùy theo từng cái loại thú, mà trong bài hồi nãy có cho thấy chỉ có chuột này, có trâu qua này, còn chó mèo đó nó chỉ có một phần thôi, mà trong tài liệu tôi đọc được là 5-10% là IgG, có khả năng là do cái sự khác nhau của các cái phân tử cấu trúc IgG. Cũng liên quan đến cái ý đó, và cũng liên quan đến cái câu trả lời của đồng chí Minh hồi nãy á, khi nói IgG đó nha thì là mình chỉ nói IgG chung vậy thôi, nhưng mà đi sâu trong miễn dịch đó, nó có IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, sẽ từng lớp loại IgG khác nhau nha. Thì cái đó nó hơi sau miễn dịch, cái bạn này tôi không đi chi tiết trong cái cấu trúc đó đó. Thì cái thời lượng đã 1 giờ đồng hồ là tôi cố gắng làm sao cho những cái điểm gọi là căn bản nhất, mấu chốt nhất để anh em mình hệ thống lại. Còn đi sâu nữa hen là các lớp IG như vậy, và cũng liên quan đến cái gọi là IG dài đó, là trên da cầm thì người ta dùng cái từ đó, còn trên động vật hữu nhũ thì người ta sẽ dùng cái từ IgG. Thì do cái sự khác nhau của các lớp cấu trúc phân tử kháng thể mà hôm nay chúng ta sẽ không đi chi tiết. Ngay kể cả có cái câu hỏi liên quan này tôi cũng trả lời luôn, là cái kháng thể trung hòa này, có bạn hỏi là kháng thể trung hòa bao gồm những loại kháng thể cụ thể nào thưa thầy? Là cũng vậy đó, trong cái IgG đó nó sẽ có những lớp phân tử IgG trung hòa chẳng hạn như vậy. Và tôi có một lần cũng có các bạn hỏi liên quan đến câu này, và tôi đã chuẩn bị một cái bài để trình bày về các loại kháng thể trung hòa.
và nó rất là chi tiết luôn, và nó đi vô luôn các cái thành phần cấu trúc của từng cái đoạn của phần tử kháng thể để nó quyết định cái đoạn nào có khả năng là thực hiện cái chức năng trung hòa vân vân. Cho nên là trong tôi rất là hay bạn Minh Nhật ở đây hỏi câu này, cũng như vậy chứng tỏ là cái kiến thức cũng khá tốt đấy, hỏi tới là những lớp kháng thể nào của cái trung hòa này, nhưng mà rõ ràng là nó sẽ liên quan đến từng cái lớp nhỏ nữa bên trong, chứ mình gọi là bây giờ chỉ nói là năm lớp kháng thể là A, D, M, E và C là nói chung thôi, nhưng mà đi sâu vô nó sẽ chia ra từng lớp nhỏ nữa. Thì hy vọng sẽ có những cái dịp khác tôi sẽ trao đổi chi tiết hơn về cái kháng thể. Đàn heo mà hiện tại chúng ta hỗ trợ heo tăng cường hệ thống miễn dịch bằng những sản phẩm bổ sung nào? Câu này cũng đã trả lời hồi nãy rồi, tăng cường cái miễn dịch không đặc hiệu. Rồi, với cái đàn heo mà tiêm vaccine dịch tả CSF này thì kiểm tra kháng thể dịch thể thấp thì liệu khả năng bảo hộ thấp hay không? Với miễn dịch của bệnh dịch tả heo nó bao gồm luôn cả miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào, nhưng mà với miễn dịch dịch thể thì kháng thể trung hòa của dịch tả heo cực kỳ cao đấy. Và đó lý do tại sao trong cái chương trình chủng ngừa vaccine trên những đàn nái mà có sử dụng vaccine rồi, anh em mình thấy rất rõ luôn là người ta chủng ngừa cho heo con vào tuần thứ 5, 35 ngày, hoặc thậm chí có những đàn tốt là tới tuần thứ 6 người ta mới tiêm. Nhưng ở đây phải nói rõ luôn ha, có những trường hợp khi mà kháng thể trung hòa, cái gọi là cái kháng thể của dịch tả heo cao như vậy, nhưng vẫn có những đàn người ta chủng ngừa sớm hơn 5 tuần là người ta xác định cái vùng đó nguy cơ dịch tả heo quá cao, cho ta lùi cái ngày, lùi cái tuần tiêm xuống còn ở 4 tuần, vẫn có những trường hợp như vậy. Nhưng mà bình quân chung là trên nái mà có chủng ngừa, đặc biệt là theo thai kỳ đó, tức là tuần thứ 10, tuần thứ 11 mang thai, người ta có chủng ngừa, thì heo con của những đàn nái đó thì thường ta chủng ngừa là tuần thứ 5, tuần thứ 4, tuần thứ 5, thậm chí có tuần thứ 6. Cho nên với cái chia sẻ đó thì khi chúng ta kiểm tra cái kháng thể dịch thể thấp đó, thì chúng ta nên kiểm tra với số lượng mẫu có thể nhiều hơn một chút để ta thấy được cái bức tranh. Ta coi được cái hệ số biến dị CV là một bức tranh. Ta coi thử cái xét nghiệm PCR có dịch tả heo đó hay không, có nhiều yếu tố, để từ đó mình xem thử là cái áp lực nguy cơ của dịch tả heo, và ta sẽ xem được là đánh giá được cái gọi là cái bảo hộ chung ở trên đàn ha. Chứ mà dĩ nhiên là nó có cái kháng thể gì, có cái miễn dịch qua trung gian tế bào bảo vệ rồi đó, nhưng mà kháng thể thấp cũng là một yếu tố chúng ta phải còn cân nhắc. Thưa thầy, làm thế nào để tăng được cái lượng sữa đầu heo nái? Hiện nay trên thị trường thì nó có những cái sản phẩm, tôi không có ở đây, tôi không có đi chi tiết, nhưng mà nó cũng sẽ hỗ trợ để tăng cường cái sữa cho heo. Đặc biệt là với cái câu này á, thì trên con heo người ta hay đề cập đến cái hội chứng EMA đó, là làm sao ta mới hạn chế ảnh hưởng của cái việc mà heo nó bị viêm vú, thì nó sẽ dẫn đến cái hàm lượng sữa đầu ở trên heo con nhận được nó cũng sẽ thấp. Nhiều khi sữa nó nhiều nhưng mà bú được, hoặc là bú với chất lượng sữa nó không tốt, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến. Và cũng liên quan đến cái sữa đầu này, thì tôi vẫn hay nói, khi mà chia sẻ với sinh viên tôi vẫn hay nói là khi chăm sóc heo thì có những bạn, đặc biệt là heo nó đẻ vào ban đêm đó, nhiều bạn thì lười, cho nên là cho heo nó bú sữa đầu chậm, thì tôi nói là mất đi một cái quyền, mà thay vì heo con nó phải nhận trong cái điều kiện tốt nhất, cho đẻ con nào ra mà tạo điều kiện cho nó bú liền để làm sao cái lượng kháng thể mẹ truyền nó tốt nhất có thể. Rồi cái lượng kháng thể này nè, truyền qua sữa đầu của nái chỉ truyền tối ưu được cho heo con của nó không? Thực ra là trên cái loài heo thì nãy có liên quan đến câu ghép bầy đó, chuyển qua bầy khác thì nó vẫn truyền được thôi, về nguyên tắc chung đó, cùng loài. Nhưng có điều là chúng ta lưu ý rằng là cái sự nhiễm bệnh giữa các ổ đẻ khác nhau thôi, chứ còn thực ra là trên cùng một loài thì nó vẫn là tối ưu, nếu như trong cái điều kiện mà mình quản lý tốt và cho nó bú sữa đầu trong thời gian sớm nhất mà heo nái không bị bệnh thì nó vẫn là tối ưu thôi. Câu cuối cùng trong cái loạt câu hỏi này là câu hỏi là vaccine lở mồm long móng của Trung Quốc khi tiêm thời gian đầu kiểm tra kháng thể rất là cao, nhưng một năm kiểm tra kháng thể thì giảm thấp hơn, nguyên nhân nào? Ở đây thì answer rồi, và liệu khả năng bảo hộ thấp hơn hay không? Ở đây tôi chỉ nói nguyên tắc chung thôi. Tôi thấy rằng như thế này nè, cái MMD trong 1-2 năm gần lại đây nó bùng nổ ra,
bùng nổ ra rất là nhiều lý do khác nhau, nhưng mà trong đó có một việc mà anh em cũng có chia sẻ với nhau là cái sự biến chủng của virus cũng là một trong những lý do. Rồi cái việc cái thời gian chủng ngừa, rồi một số trường hợp thì các trại chủ quan không chủng ngừa, kêu rằng là nó không bị vùng này thì cũng không cần thiết, làm chi phí nó cao. Rồi một số trường hợp thì trên những cái đàn nó bị suy giảm miễn dịch, giống như trong cái bài hồi nãy tôi có chia sẻ rồi, mà lại không kiểm soát được. Tại vì cái suy giảm miễn dịch nó làm cái hội chứng mà nó không có biểu hiện rõ ràng cụ thể, cho nên các trại này chủ quan, do đó cũng sẽ làm cho cái việc chủng ngừa của cái vaccine nó cũng sẽ dẫn đến cái hiệu quả nó không cao. Cho nên khi mà khi mà nói đến cái MD hiện nay thì tụi tôi vẫn hay chia sẻ với nhau là làm sao phải kiểm soát được hết tất cả những yếu tố nguy cơ trong trại trước khi mà nói rằng là vaccine này hiệu quả hay không hiệu quả. Thì đấy là cái chia sẻ chung với tất cả anh em mình. Dĩ nhiên trong cái thời lượng cho phép thì cũng không thể đi quá chi tiết được hết, nhưng mà tôi rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã nghe cái bài báo cáo của tôi và đặt ra những câu hỏi rất thực tế, và thậm chí có những câu hỏi rất là sâu. Và như vậy chứng tỏ các anh chị rất quan tâm đến cái phần miễn dịch này. Đó cũng là cái cơ sở để sau này khi có cơ hội để mà soạn những cái bài miễn dịch thì tôi lại soạn sâu hơn nữa để đáp ứng được cái mong muốn của tất cả các anh chị. Và rất là cảm ơn. Dạ xin cảm ơn cái phần chia sẻ của thầy Nguyễn Tất Toàn. Dạ cái đó là một cái để cho thầy có thời gian để mà chọn ra ba câu hỏi tâm đắc nhất để trao ba phần quà cho quý anh chị. Thì xin quý anh chị vui lòng dành ra 1-2 phút để trả lời, để giúp làm cái điều tra về cái buổi webinar hôm nay, để cho những buổi webinar lần sau của công ty sẽ được tốt đẹp hơn, đúng theo ý của quý anh chị hơn. Cũng như cũng có thể là quý anh chị có thể gửi email qua cái email để thấy là marketing@ew-nutrition.com để đề nghị, ví dụ như có một cái tiêu đề nào rất mà hay mà quý anh chị quan tâm rất là nhiều thì bên mình cũng sẵn sàng tổ chức một cái buổi nói chuyện về chủ đề đó để phục vụ các anh chị. Và bây giờ xin mời quý anh chị dành ra khoảng 2 phút để giúp trả lời các câu hỏi khảo sát, và sau đó là thầy Toàn sẽ công bố kết quả ba câu hỏi mà thầy Tâm đã chia sẻ vào phần quà. Mong quý anh chị nên vui lòng nán lại khoảng 2 phút thôi. Dạ xin cảm ơn. Dạ xin quý anh chị cho thêm 1 phút nữa, tức là 60 giây nữa. Xin lỗi, là 1 phút 41 giây nữa là sẽ kết thúc cái buổi khảo sát. Xin quý anh chị vui lòng nán lại trả lời giúp dùm khoảng chỉ còn có vài giây nữa thôi, thay 2 phút. 5 giây nữa là mình sẽ kết thúc cái buổi khảo sát này và sẽ công bố kết quả. Rồi bây giờ là mình xin đóng lại cái phần khảo sát. Mong quý anh chị nán lại để thầy Toàn công bố là những câu hỏi mà thầy tâm đắc nhất, để cho quý anh chị có thể quý sẽ nhận được 3 phần quà từ bên ban tổ chức. Dạ xin cảm ơn quý anh chị.
Như vậy thông qua cái buổi trình bày và cái việc đặt các câu hỏi của anh em mình thì tôi xin chọn ba bạn sau đây. Một là bạn Đào Nguyễn, hai là bạn Minh Nhật và ba là bạn Huyền Cẩn Thị Thanh. Đúng ạ. Đó thì ba bạn có những cái câu hỏi rất là chuyên sâu và quan tâm đến cái vấn đề hôm nay, và xin chúc mừng ba bạn và hy vọng cái dịp sẽ gặp trực tiếp các bạn ở ngoài thực tế. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, kế đến thì xin để đóng kết thúc chương trình thì mời quý anh chị vui lòng tham đăng ký cho cái buổi webinar sắp tới vào ngày 25 tháng 8 năm 2020. Về phần độc tố nấm mốc, sự tương tác giữa độc tố nấm mốc và những cái tác hại trên hệ sinh sản của heo. Nấm mốc thì không phải là một cái chủ đề mới, nhưng mà cái tính tương tác của nó sẽ là một câu hỏi để cho mình phải nghĩ đến. Tức là khi nhiễm một độc tố nấm mốc thì như thế nào, khi nhiễm nhiều hơn một độc tố nấm mốc thì có sự tương tác với nhau thì nó sẽ tác động như thế nào. Đó cũng là một cái câu hỏi của rất nhiều nhà chăn nuôi đặt ra. Vì vậy đôi khi mình nghĩ tới độc tố nấm mốc, mình nghĩ chủ đề này cũ quá. Nhưng mà hy vọng quý anh chị sẽ có được những câu trả lời khá thú vị ở cái phần trình bày sắp tới vào ngày 25 tháng 8 năm 2020. Mong quý anh chị dành chút thời gian để đăng ký và tham dự các buổi webinar này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý anh chị. Và bên ban tổ chức sẽ liên hệ với ba bạn mà có ba câu hỏi hay nhất để trao ba phần quà. Xin kính chào quý anh chị và mong gặp lại quý anh chị vào ngày 25 tháng 8 lúc 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị đã tham gia. Dạ, xin cảm ơn.